thân phận của tôi nhiều khi tôi không lộ ra được người đàn ông của đứa con tôi, tại vì anh ấy quá lớn, chủ tịch ngân hàng, chủ tịch nhiều bất động sản lớn ở Việt Nam. Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không có công khai, tôi không có muốn ảnh phải có bị gặp chuyện gì. Để cho công an người ta làm nhiệm vụ của người ta. Đây là bộ công an chứ không phải công an tỉnh hay công an huyện. Rồi thầy có mấy lời nói cho con nghe như vậy. Rồi thầy hết. Thông tin của Đinh Lan á, thì chỉ vỏn vẹn, chỉ có vài trăm người coi, cho nên nó cũng không có tiếng nói gì lớn. À con ơi, thầy nói chuyện với con mà thầy nằm thì thầy coi bất lịch sự quá. Nhưng mà thầy xin lỗi con, thầy 90 ngoài tuổi, thầy bị đau lưng, thầy không có ngồi nổi, thầy ngồi một hồi là tối nay là phải uống thuốc rồi xóa quá mũi chuyện con. À kính thưa quý vị, bây giờ thì sư phụ 90 tuổi, 88 tuổi sẽ đi ra là lái cano cho quý vị xem nha. Chúng tôi nắm rất là sát. Các cô còn con gái Trinh Nguyên vẫn còn danh tiếc luôn. Thầy thì không còn cái củ quý nào hết. Nếu có một cô gái nào trong nước Việt Nam này mà dám đưa tay như vậy nè, nó tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu hay là 1 tỷ. 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Rồi tới công chuyện này. Kèo thơm Lan ơi. Kèo thơm Lan ơi. 1 tỷ kìa Lan. Đang ra giá kìa. Trời ơi, Lê Tùng Sàng đó ra giá 1 tỷ kìa. Nhảy vào tình thất còn con Linh Non Hai Trái liền đinh thì đã láng. Nhảy bển liền, phập với ổng liền. Trời ơi, đinh là láng rồi qua sách mấy chai rượu đình rượu được qua. Trời ơi, gặp thầy ông nội là vô một khúc luôn. Ê, ăn. Khe là mày có người yêu rồi là chủ tịch, rất nhiều chủ tịch đó. Chủ tịch là nói ngược lại là chịch tủ không Lan. Chủ tịch là chịch tủ không Lan. Ơi, Lan ơi, ôi quý vị ơi, Đinh Thị Lan đó quý vị mới đăng cái tab cộng đồng. Nhưng mà trong cái tab cộng đồng quý vị thầm hiểu ý Đinh Thị Lan đang muốn nói điều gì, đang muốn làm điều gì. Đinh Thị Lan đang chia sẻ rất là nhiều cái kênh, những cái kênh mà chuyên gia bảo vệ cho cái tỉnh thất bồng con Linh Non Hái Trái, tỉnh thất Lụm Lon, tỉnh thất Bùng Binh, thầy ông cố nội và mà các thầy khác cũng như là các ni giả trong đó, tu mà tu kiểu tu hú, bùi của láp, bùi của cháp, lên đồng, lên cốt, nhảy dây, đu với điện, nó kéo xe bò với nhau hàng đêm quý vị. Cũng tỉnh thất bồng con mà Linh Non Hái Trái ở Đức Hòa là Los Angeles, LA, Long An quý vị. Nó đưa nhà nó phập, đẻ con đầu đàn, cháu đóng, rồi bây giờ nó đầu lên trong đồng mạng nó xin tiền. Con Đinh Thị Lai Láng bây giờ nó nhảy qua cái phe đó, quý vị biết cái phe của bên thỉnh thức bọn con là cũng có một nhân vật tên là Lan đó quý vị. Thầy ông nội cần cởi cái quần ra là thấy rõ là thầy ông nội hoàn toàn là đàn bà thì làm gì có cái chuyện lộn luôn ở đây. Lan đó, Lan như dưới nước đó, Lan lòng thòng, Lan đưa thưa, Lan răng thưa đó quý vị. Đó quý vị nghe bà Lan nó lên khẳng định là thầy ông nội là không còn cái đó nữa. Bà tuột quần ông xuống, bà liếp láp cái gì, bà biết cái vụ đó. Rồi quý vị thấy cái câu chuyện của Vạn Thịnh Phát quý vị cũng là nhân vật tên Lan đó quý vị. Năm nay là ai mà tên Lan là chúng tam tay tới rồi quý vị. Bà già không biết là vài bữa tới là Đinh Thị Lai Láng là có lên đường hay không quý vị. Chắc chắn lên đường thôi. Trời ơi, nói hết tới ông này tới ông nọ mà. Trời ơi, lên tố hết ông này, tố luôn công nguyên phó trưởng công an quận Gò Vấp luôn quý vị. Căng chứ quý vị, căng quá căng luôn quý vị. Mà bây giờ bên ông Lê Tùng Sàng lên giá một tỷ cơ. Mà do mày nói từng là vợ của ông Lê Tùng Sàng đi mà được 1 tỷ liền, ngon ăn liền. Mà thôi mà đẩy Lý Kim Khuyên vô. Lý Kim Khuyên nhìn bộ hợp á, quý vị có để ý không? Lý Kim Khuyên, Hoàng Thái Hậu của Đinh Thị Lai Láng quý vị. Nhìn tựa tựa bà Lê Thu Vân quý vị. Nhìn tựa tựa quý vị, tựa tựa đúng không quý vị? Kham khổ nhìn thấy thương lắm quý vị. Nhưng mà đụng tới còn chửi bằng trời ơi, mày vào trong cái tuột quần con tao cho chúng mày xem. Còn bà Lê Thu Vân, trời ơi, bên công an tới quý vị, chửi yếm ống sùm. Cái gì không? Hai bà y chang luôn, cái tướng y chang luôn. Nhìn rất là kham khổ mà đụng nó là chửi cái bằng bích cửa luôn. Đó, kèo thơm 1 tỷ đó, Đinh Lai Láng.
kèo bây giờ mày kiếm kèo của CLL là 3 tỷ không có đâu con. Mày 18 triệu là hết rồi. À, 18 triệu là cho mày đủ ăn 3 năm rồi đó. Mày ăn giống ôn gì mày ăn. Mày ở nhà mày ăn mì tôm không là mày có tốn tiền đâu. 18 triệu mày mua được biết bao nhiêu thùng mì tôm đủ gì á. 180 thùng mì tôm rồi. Mày mua được 180 thùng mì tôm mày chia ra. 60 thùng đó là mày ăn 1 năm. À, 60 thùng mở ra nhiều gói lắm con. Một thùng với 20 gói mở mày ăn tha hồ. Mày lo mày ăn mì tôm đấy con. À, mày ở nhà mày bị chuyện á, mày đi chợ mua thịt heo, thịt người ta không bán. Mua thịt mày ra chợ người ta thấy người ta ghét rồi. Đó, mày ở nhà mày có ăn mì tôm thôi. À, còn mày muốn ăn rau á, mày mua hạt giống rau muống mày order về mày lên nóc nhà mày trồng. À, mày với Ngũ Long Công Chúa mày lên nóc nhà trồng rau muống để có cái mà ăn, có cái mà hốc vào mồm nha. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn thân mến thì đây. Đinh Thị Đà Láng có đăng trên cái trang cá sự nhân của mình, YouTuber Đinh Thị Đà Láng đăng cách đây 18 giờ trước cái nội dung, nhưng mà quý vị đọc cái ẩn ý trong đây, Đinh Thị Đà Láng đang muốn điều gì? Đinh Thị Đà Láng đang muốn lôi kéo những cái fan thiền am để mà bảo vệ Đinh Thị Đà Láng. Fan thiền am bây giờ tan đàn rẽ nghé hết rồi con ạ. À, người ta đã biết phụ mặt thật của cảnh sát bồng con lên non hái trái rồi ha. Và sắp tới là làm cái như là căn cước công dân hay là căn cước thẻ căn cước đó, người ta sẽ xác định ADN nhập vào trong đó nữa, rất là nhiều phiền phức xảy ra. Tỉnh thất bồng con cũng bị làm ADN vô làm chứng minh nhân dân thẻ căn cước là rồi xác định ADN cái gì ha, rồi này cái các kiểu con ai gì đó đó, rồi những cái ông mà tai to mặt bự cái gì ha đó, mà sợ mà mèo mã gà đồng mèo mã gà đồng ở ngoài nữa. Thứ dòng mà gia đình hạnh phúc đó, thì người ta biết nghĩ biết lo cho gia đình lắm quý vị. Dù người ta làm việc nhưng mà người ta không dám tham ô tài sản, người ta không dám ăn những cái tiền mà phi pháp phạm pháp đó. Vì sao ta còn nghĩ tới gia đình vợ con đó. Còn bây giờ nó có bồ nhí bên ngoài nhiều quá, nó không đủ tiền lo, nó làm lương sao đủ tiền lo quý vị, bởi vậy nó mới tham ô rồi nó làm đủ thứ mọi chuyện để có tiền đó. Có tiền bắt đầu chi cho bồ nhí, mà mấy con bồ nhí bây giờ là ai cung cấp? Thường thường là phía bên giới showbiz nè, hay cái màn mà nó, trời ơi chèo kéo gì không thấy không đó, như quý vị cái vụ bông lan trứng cút dính vô đốc tơ rùi đó quý vị. Trời, bông lan trứng cút mà ca sĩ để giùm. Bông lan trứng cút rồi quý vị, cái bài đăng của Đinh La Láng là quý vị. Đinh Lan xin cảm ơn quý khán giả xem kênh của Đinh Lan. Cảm ơn nha, có kênh Lan Đinh mì xó rồi đúng không? Ok, Mầm TV nè, thằng cái gì mà spa nè, mờ spa nè, cái thằng mờ spa này là cái thằng là nó đu theo câu chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai, mà những người bên câu chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai là những cái người rất là ghét chị Nguyễn Phương Hằng, tại vì chị Nguyễn Phương Hằng đã đánh xe xuống tận ở dưới thiền am bên bờ vũ trụ để mà gặp gỡ thầy ông cố nội, mà cũng yêu cầu thầy ông cố nội đi thử ADN đi, người ta cho 10 tỷ luôn cho đi thử ADN, đâu dám thử đâu. Trời ơi, 10 tỷ mà ít đâu vậy, không dám thử. Nhưng mà cái fan của thiền am đó thì nó rất là giống như u mê, u nghĩa là u nang buồn trứng, u mê buồn trứng gì đó, u mê đó quý vị, nói đâu nghe. Nó ngu lắm. Trong đó những cái thằng bảo vệ thiền am và nó coi như là lên nó bôi nhọ chay chét chị Nguyễn Phương Hằng, có những cái thằng Mọc TV nè, Spa TV nè, Hiếu Phan Vlog nè, Quang BH gì nè, Nguyễn Sơn AG, Trung Nguyễn Nhạc Chế, cái đám Trung Nguyễn Nhạc Chế Nhất Phương á, tụi mày lên trên mạng, tụi mày thôi tụi mày dẹp cái tình trạng mà lên cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, thôi Nhất Phương xin tụi kính chào lại gia đình và quay trở lại đường lại của Nhất Phương. Mà tụi mày đưa Phật lên làm gì hả? Cái tâm tụi mày đâu có tịnh đâu mà lên Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất Phương xin chào tất cả quý vị. Trời thôi tụi mày bớt gieo nghiệp ra đi ha. Tụi mày chắc tụi mày bóng hay sao tụi mày không có con cái, tụi mày bớt gieo nghiệp ra đi ha. Bớt gieo nghiệp ra đi con, lên cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Lạt. Xong mày lên bắt đầu thủy bán người ta. Cái người ta làm thiện nguyện giống như chị Siêu Em cũng phần giúp đời giúp người, giúp bao nhiêu hoàn cảnh, từ người già đeo đơn, những người mà có những thành tích xấu mà đi tù tội về, người ta cũng cho một cái quỹ hoàn lương nữa. Rồi trẻ em mắc bệnh bẩm sinh rồi não uống thủy, người ta giúp đỡ biết bao nhiêu, tụi mày phá, tụi mày quậy. Rồi tụi mày lên mày giả nhân giả nghĩa, tụi mày lên Nam Mô A Di Đà Phật hả? Phật nào chứng cho tụi bay hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người làm tốt như vậy tụi bay không biết bảo vệ, tụi bay bảo vệ cái nơi mà nằm phè nó phật học sáng học chiều, đẹp đóng con đàn cháu đóng. Tụi này là bây giờ con Đinh La Láng nó muốn kêu những cái kinh này vô để mà sao phụ cho nó đó quý vị, nó lôi kéo những cái kinh này. Bây giờ là giống như là nó nói là nó tuyên bố là bây giờ không ai theo nó nữa quý vị nha. Cái cuộc chiến nó nói là cuộc chiến pháp lý này, Đinh La Láng sẽ đi một mình solo cùng Bororo, mày sợ lờ cùng bò leo rào thì có đó. Đinh La Láng đã gì Nhạc Chế
Trung Nguyễn Nhạc Chế đã có lời nhắn nhủ Đinh Lan, đã làm tụi mày cũng bè phái vậy ha. Nhắn nhủ Đinh Lan cẩn thận phát ngôn trên mạng sẽ giống như vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Tịnh Thất Bồng Lai đó liên quan tiền bạc rồi nước ngoài đồ các kiểu nha. À, nó có một cái băng nhóm là chuyên cái như là phóng đạn, nó nhảy vô cái Tịnh Thất Bồng Lai để mà nó muốn đánh vô cái phần mà thứ nhất là tâm linh, thứ hai về tôn giáo. Quý vị biết không, khi mà đất nước nào mà cái tôn giáo mà đấu với nhau thì đất nước đó sẽ không bao giờ bình yên. Gì không, đất nước nào mà dính dáng về tôn giáo mà đấu đá nhau lại sẽ không bình yên được quý vị. Nói đụng gì đụng cái tôn giáo nó rất là mệt mỏi quý vị ha. Đó, bởi vậy khi mà xin phép giấy tờ hay là mình đăng ký với giấy tờ, tôi ghi là tôn giáo không, tôn theo tôn giáo nữa trơn á. Nhưng mà tôi đến nhà thờ thì tôi vẫn đứng trước tượng Chúa, tôi cầu nguyện, tôi vẫn đi nhà thờ và tôi đến chùa, tôi vẫn thắp nhang, tôi lại Phật. Và tôi gặp những cái nơi nào linh thiêng mình cũng phải thắp nhang, mình khấn vái đó. Nhưng mà tôn giáo tôi, tôn giáo không, tôi thờ cha kính mẹ, tôi yêu Bác Hồ thế thôi. Đó, tôi yêu lẽ phải. Đinh La Láng nè, cái gì đã có lời nhắn nhủ Đinh La Láng cẩn thận phát ngôn trên mạng xã hội giống như Tịnh Thất Bồng Lai đó, đây bây giờ nó đang lôi kéo fan Tịnh Thất Bồng Lai để vô trong nó. Mày qua mày lao láp cho ông thầy ông nội cái đi, rồi mày lụm 1 tỷ trước đi đã, rồi tính thì tính. Dạ cảm ơn một người clip hôm qua Đinh Lan làm 5 phút tố cáo nguyên trưởng công an quận Gò Vấp nhưng không nói tên ai. Mày không nói tên ai nhưng mà mày nói cái thời điểm năm đó, năm đó tháng đó, thì năm đó tháng đó là ông nào làm nguyên trưởng công an quận Gò Vấp thì ông đó là mày nói ông đó, chứ còn ông nào nữa nguyên trưởng công an quận Gò Vấp là có mấy ông, trưởng thì chỉ có một à, đúng không? Mà mày nói trong thời điểm đó, năm đó, năm đó tháng đó thì ông đó làm việc đó cho đâu nữa. Trên giấy tờ pháp lý là ổng đang làm việc, ổng đang làm cái cơ quan ban ngành ở đó. Đó, mày nói ổng chứ nói ai nữa. Mày gan lắm Lan, mày gan lắm rồi đó. Mày giữ rồi đó, mày thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa rồi. Bằng chứng đó tôi có quay lại lúc Võ Minh Điền livestream ngày 5 tháng 3 năm 2022 với cuộc gọi của Võ Minh Điền với người đàn ông tự xưng là trưởng quận Gò Vấp đó. Rồi sao? Hả? Rồi mày tính làm gì nữa? Hả? Câu chuyện Võ Minh Điền cũng chưa ngã ngủ cái gì ha, chưa xử đúng cái gì ha. Đáng lẽ là phiên tòa diễn ra là đang dời lại do bên phía luật sư là họ kêu là hoãn, chưa có làm việc cái vụ này ha. Đó. Do vậy ai dám nhận đó là mình thì đồng nghĩa với việc ông ta cùng phạm tội với Võ Minh Điền đó. Thì ghê chưa? Chưa quý vị chưa? Bây giờ nó xử luôn là nguyên trưởng mang quần Gò Vấp rồi, mày gan lắm Lan ơi. À, cho nên mọi người yên tâm nha. Đó. Gì? Lan lên gò ngày 3.004. Ở dưới đây có bình luận nha quý vị. Lan đăng bài có nhiều người xem lắm nha, có 3 bình luận nha. Lan đăng bài nhiều người xem không quý vị? Có một con mẹ nào rảnh háng vô bình luận: nếu chị không nói tên ai vậy mấy ổng có xử lý không chị, vì biết ai mà xử đây. Cái Lan mới trả lời, Lan trả lời nè: trong đơn thì có, là có tên ông nguyên trưởng công an quận Gò Vấp nha quý vị, có tên trong đó luôn nha. Trên mạng thì không nói làm gì, là Lan chỉ chơi trên giấy tờ pháp lý, trên mặt pháp lý thôi. Còn Lan lên trên YouTube là Lan là một YouTuber. YouTube thôi. Lan gan quá gì ha, Lan này Lan đớp luôn ông nguyên trưởng công an quận Gò Vấp. Gan quá Lan ơi, mày liều lắm luôn á Lan, mày được dạng mà quá liều luôn rồi đó. Cái điều quý vị thì chúng ta cũng thấy là Lan hay là khoe khoang là người tình trong mơ của Đinh La Láng là một chị kiều Canada cà ná xí mũi gì đó, rồi lúc đó khoe là ảnh ở bên Mỹ, mà Mỹ chắc Mỹ Tho, Mỹ Thuận hay là Mỹ gì đó. Rồi nó khoe đủ thứ các chuyện, trời ơi nó bị mà fan của nó vô mà nó ngu ơi là ngu, nó vẫn vô tin Lan cái gì, đứa đăng ký Lan kênh của Lan gì mà tôi có những đứa con cái mà thò vô cái kênh của Đinh Thị Lan đăng ký, tôi lấy cái trời ơi, lấy cái xô úp vô đầu nó liền đóng thùng xốp giục luôn. Ui đâu Đinh La Láng khoe là người đàn ông của Đinh La Láng lớn đến mức nào quý vị, nghe là hết hồn chí đó quý vị. Tàn chủ tịch không quý vị, tàn là chịch tủ chủ tịch gì đó không, cái gì vậy bà nội, lia lịa quý vị đó nào, cái gì vậy. Ơi mà mình nói câu chủ tịch chịch tủ bắt đầu Đinh La Láng nó sẽ bắt thó mình nữa, nó sẽ gắn vô là mình nói cái câu này là mình nói ai nè, con này nó ghê lắm, cái câu này tao nói dành riêng cho mày, mình nhớ điều đó, tao không có nói những người đó, tao chỉ phát biệt đúng cái miệng của mày thôi Đinh La Láng. Cái thân phận của tôi nhiều khi tôi không lộ ra được người đàn ông
của đứa con tôi, tại vì anh ấy quá lớn. Quá lớn, lớn cái nào? Mày dám lớn cái nào? Lớn bằng chồng bà Trương Mỹ Lan không hả? Hay lớn bằng ông Đốc Tơ Rùi không? Lớn cái nào hả? Mày lớn bằng những cái vụ đại án bữa giờ không hả? Hả? Ông chủ tịch nào hả? Pika chủ tịch nào? Pika sao? Chủ tịch nào mà quen có thứ mày, thứ ô hộp nào quý vị? Chủ tịch ngân hàng, chủ tịch nhiều bất động sản lớn đó. Trời, chủ tịch ngân hàng nào hả? Có liên quan đến dạng Thịnh Phát không con? Việt Nam, chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không có công khai, tôi không có muốn ảnh phải có bị chập chuyện gì. Wow. Trời ơi, nó yêu nhau mà không công khai. Wow. Nó chỉ vô trong buồn nó vậy thôi nè quý vị. Nó lắc chu nách nhau để nó xì em bé luôn mày. Mày không muốn công khai mà mày vậy không rồi đúng không? Mày chơi công cộng không mà mày đúng không, đâu cũng công khai đâu. Trời ơi, COL dạng lết toilet. Giám đốc công ty truyền thông bẩn Đinh Thị La Lá. Chủ nhiệm khóa WC. Lặt vô khoe người đàn ông của mình, nó bị xạo mày. Cái này cái gì đây, người ta vô bình luận nè, người ta nói là tôi không muốn công khai tại cái miệng tôi nổ ra thôi. Đó, người ta nói nè kìa, đi ra láng mà vô mà coi TikTok, người ta chửi mà kìa. Mày nổ quá trời nổ luôn, trời ơi, ghê chưa, quá trời nổ luôn. Trời ơi, quá trời người ta bình luận nè. Ui, trời ơi, tao nói trời ơi, Lan ơi, Lan dữ quá. Gì? Chủ tịch Lan ơi, đọc ngược lại dùm Lan ơi, là Lan kêu mà chủ tịch đọc ngược lại đó là chịch tủ á nha. Trời ơi, Lan nhiều chuyện. Đinh Lan quá dữ ha. Trời ơi, má ơi, Đinh Lan khoe gia thế đồ quen chủ tịch này, chủ tịch đó. Thôi mày bớt dùm tao có là Lan ơi, tao lại mày Lan ơi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì cái câu chuyện của Đinh La Láng và cái câu chuyện mà giới showbiz cũng như câu chuyện Nguyễn Phương Hằng nó nổ bung nổ ra đánh bành tới bẹ luôn quý vị. Đó là bắt nguồn từ ai quý vị? Bắt nguồn từ trong giới showbiz, bắt nguồn từ con khạc mắm tôm quý vị. Bắt nguồn từ con khạc mắm tôm nha quý vị nha. Rồi, kính thưa quý vị, thì con khạc mắm tôm là nó đã đi qua bên Mỹ rồi quý vị. Đó, nó nhảy đi, nó đi làm neo đủ quý vị ha. Rồi, bây giờ mình không nghĩ là cái bà chen khèn này bả bị già lãng trí vậy. Có nghĩa là hồi xưa ở bên Việt Nam á, những cái người nào mà làm neo á là bà nói là tụi bay là qua bên Mỹ đó, tụi bay chặt chân thui. Rồi bây giờ bà qua Mỹ thì bà nói là ô em xin lỗi anh chị nha, bây giờ á em qua Mỹ là em muốn tạo lửa, em muốn truyền động lực cho những người qua Mỹ. Ủa cuối cùng thì bây giờ cái bà này bà, bây giờ thí dụ đi, mình nói thí dụ nha, vài bữa nữa bà khai trương tiệm nail. Các bạn biết không, cái nghề nail này nó khá là phức tạp các bạn. Mình nói thật sự á, cái bà Trang Khang này bà làm chủ tiệm nail, mình không biết là ai mà dám làm tiệm nail bà. Tại bây bỏ quê hương sang xứ người hôm trước vừa bảo là con này nó kêu là nó giờ làm nail, mà tại sao giao nó xin làm ở tiệm nail. 90% người Việt tại Mỹ làm nail thì rõ ràng đây là một cơ hội để mình phải học, vì đó là một cái miếng bánh vẫn kiếm được ra tiền so với việc làm ở trong nhà xưởng, trong hãng nhàm chán, so với việc công việc văn phòng thì khá nhiều áp lực. Bạn làm nail bạn chủ động thời gian. Ôi rồi ôi chị ơi, em không mong các chị lại nhà em đâu. Chưa chắc các chị đã có tiền để mua cái super fake VIP của em đâu. Mấy chị ấy rời bỏ quê hương sang nước ngoài mà các chị cứ làm những cái chị là to lắm ý. Đừng để cho em các chị ra nó mang tiếng em ra. Em cũng chưa nhảy vào tiệm nail để chỉ vào mặt chị rằng là ôi bỏ quê hương sang xứ người ôm chân thối. Đó, đã bỏ quê hương sang xứ người ôm chân thối, bây giờ cuối cùng nó cũng qua ôm chân thối đâu vậy. Qua bển ai mướn nó làm cái gì, tiếng Anh thì không biết. Rồi mồm thối nữa, mồm mở ra tàn mắm tôm thối rình lên quý vị. Ai mướn nó làm cái gì. Mà mấy cái đứa mà dạng mà mình xin lỗi mấy đứa mà cái dai cái lưng nó mà dài vậy, làm biến không, nằm phè ra không mà quý vị. Nó khoe bây giờ nó qua bển không làm nail thì tao sẽ bán hàng online, tao order đồ tao bán, ai mua chó mua cho mày, ai mua khạc mắm tôm thứ dơ bẩn lên nói này nói kia các kiểu, cuối cùng giờ bị đuổi quý vị. Quý vị biết sao không, qua bển mà nó không có bằng cấp, nó không có gì hết trơn quý vị. Người mẫu đâu phải là một cái nghề đâu quý vị. Người mẫu đâu phải là một cái nghề đâu. Thì nó được
nó được không biết hồi xưa là ai, nó đưa cái chén mắm tôm cho thằng nào, nó nút thằng đó mê nó mà đưa nó lên làm người mẫu, rồi giờ nó thành cụ người mẫu gì. À, mày giờ cụ rồi con, mày tắm gậy rồi con. Mày với Binh lai láng là hai đứa xấu như nhau đó. Nó cho mày biết là thêm Hoàng Kim Dơ nữa. Trời ơi, xấu. Nó những cái người mà bên cái phía mà nó phản biện chị Xeo muốn hàng đứa nào đó, nó xấu giả mang luôn cái gì. Nó xấu mà nó phải xài app, xài đồ tùm lum. Binh thì la láng lên, trời, nó xài cái app mà kéo cái mặt, kéo cái TV. Nó ngồi kế cái gì là cái đó coi như là méo xẹo luôn cái gì. Nó xài app làm chi, xài app làm gì. Mày lên clip 30 phút với tao đi. Hồi xưa biết cái kênh như là ai, nó mỗi lần nó quay ai đăng cho nó mới đăng được 30 phút đúng không vậy? Còn bây giờ nó tự làm, nó tự quay, nó xài app nó quay được 5 phút rồi. Mày gia đình là láng ha. Mày thấy chưa? Con khạc mắm tôm á, cặp bài trùng của mày á, đợt báo đợt trang báo Thanh Niên đăng hai đứa bay lên á, bây giờ con khạc mắm tôm nó chùn mà nó đó. Qua không biết là nó đỡ được bao lâu nữa. Rồi nó sau này mà có chuyện gì xích cổ nó về nữa. Mày ngon lắm, đi ra láng mày còn trong nước mày cũng ngon lắm. Cái miệng mày cứ bô hơn cái bô tự vũ nữa. Ơi này kia nọ các kiểu ha, mày thấy chưa? Mày thấy cái đàn chị của mày chưa? Con khạc mắm tôm chưa? Qua bển bây giờ bị ta ghét không? Đi làm neo bị ta đuổi đó không? Mày đặt xạo. Khạc mắm tôm hồi xưa là cái vụ câu chuyện của chị Xem Phương Hằng á, người ta nói là những cái người nghệ sĩ đi chung với ông thần y Võ Đồng Luân á, hãy nói về ông ấy đi. Cái con này nó lên cái bọn nghệ sĩ, cái lũ nghệ sĩ thì vô cái miệng vô cái mồm thối nó là coi như là thành cái chuyện khác rồi quý vị. Đó bây giờ nó xách háng nó đi qua bên Mỹ, nó chê người ta là cạo móng thúi gì, bây giờ nó cũng qua nó cạo móng quý vị. Mà thường thường bên đó quý vị, người Việt thì qua đó mà dạng mà không có nghề gì á, mình thường đi làm neo. Nghe nói là làm neo bên đó thì cũng được tiền khá đó quý vị, được tiền tiếp nè, rồi với lại là đóng thuế. Bên đó mà làm những ngành nghề khác giống như bác sĩ đi là đóng thuế tiền rất là cao, còn làm neo đóng thuế tiền thấp đúng quý vị. Tại vì công việc đó người ta nói là công việc đó là tiền kiếm thấp, nhưng mà ngầm ở trong đó thì sẽ được những cái tiền khác như là tiền người ta tiếp cho ha. Khạc mắm tôm này bây giờ người ta ghét quý vị. Đây nè, các anh này nói về khạc mắm tôm đó nè quý vị. Anh nhà có biết tin gì chưa? Chưa. Con mắm tôm bị thôi dọn toilet rồi. Bởi vì nó đi dọn toilet mà nó cứ nghĩ là nhà của nó mở livestream, nó ăn tục nấu phét, nên họ nghe họ không ra, họ bị ức chế, nên họ tống cổ nó cho thôi việc rồi. Nó biết rồi nó về rồi thì chồng nó nghĩ như thế nào, chỉ có đi dọn vệ sinh thôi, đi dọn toilet thôi đủ rồi mà không làm được việc thì thử hỏi làm được gì ở xứ sở nơi cờ ma đó chứ. Trời ơi, thôi về Việt Nam kêu gọi tiền từ thiện để làm của riêng cho mình, ngồi không ăn bát vàng đi mắm tôm. Ok. Nó về Việt Nam nó sợ con Đinh Lai Láng nói cái gì, nó đi chung với Đinh Lai Láng sao anh trai, sao được, nó đâu giống về Việt Nam. Nó giống về đâu cái gì ha, nguy hiểm đó chứ bộ. Báo đăng là báo đợt báo đăng tụi nó là như vậy đó quý vị ha, nó cũng sợ đó quý vị ha, kiếm đường phải chuồn chứ. Hay clip cũng thẳng tôm quý vị. Các chị đi làm công mà làm neo ở bên này này, một năm các chị 300.000 đô, có như 8 tỷ đấy. Các anh chị không thể so với tôi được cái thu nhập của Việt Nam. Nói luôn trắng chiếu cho nó nhanh nhá, lo mà rũ neo đi, đừng đi kêu là con này đi đá. Anh Mỹ ngày xưa chửi làm neo ôm chân thối, đi đá giờ sang làm 20 đô một giờ, động cái lên. Đừng nghĩ rằng người ta như vậy mà người ta là vậy. Đi sang Mỹ nhiều năm mà đầu vẫn vậy đó. Phải nhớ xuất phát điểm của tôi sang Mỹ khác các anh chị, bởi vì công việc kinh doanh của tôi ở Việt Nam nó vẫn vậy. Nhà cửa để đấy 20-30 năm vẫn cho thuê đều. Tôi có làm hay không làm bên Mỹ này ấy, tôi vẫn sống bình thường. Nên đừng có nghĩ rằng người ta sang đây, người ta đi chùi vài cái clip to lau toilet là người ta làm như vậy. Phải nhìn đến chiến lược truyền thông, người ta làm cái gì. Ồ, để cái tên tuổi của người ta nó cứ nổi như cồn vậy đó. Cồn Lào á. Tên tuổi mày nổi giống như cồn Lào á. Cồn Gia Lạp á. Tên tuổi mày nổi giống như cồn Gia Lạp vậy. Trời ơi, nó nói là nó đang chiến lược truyền thông. Nó đi qua bển là ý là nó là từng là một người mẫu trong giới showbiz. Rồi những người nó đấu tốn chị Xeo Phương Hằng. Nó là một người nổi tiếng, thì các sự kiện gì nó cũng tham gia, sự kiện gì nó cũng có mặt. Bây giờ là như là báo đài đang đánh bóng tên tuổi cho nó, ví dụ vậy, nó muốn vậy á, nó chơi một chiến lược truyền thông là ở bên đây là chuyên là cung cấp mắm tôm mắm ruốc
cung cấp những cái món thúi thúi, rồi xong nữa qua bên đó là đi cạo móng, cạo bóng thúi. Nó muốn nghiên cứu về một cái nước chấm mới dành cho cái món bún đậu bằng cách là lấy khóe trong móng chân đánh chung với móng tôm cho khách hàng ăn, đúng không? Hả? Úi trời ơi, mày đi qua đó mày xin làm neo mà người ta coi cái clip như thế này là ta ghét mày rồi. Mai mà ở Việt Nam mày ở bên Mỹ là mấy con mẹ mà da đen mà mập vô đưa làm chân mà nghe cái clip mày mà biết mày nói vậy vấn đề chị xe Nguyễn Phương Hằng mà mấy bả mà hiểu được tiếng Việt con sút cho mày một cái như này, mình rắn môi mình lẫn lộn sờ lờ cờ cờ. Đây một cái clip của con khặt bấm tôm cái gì nha, nhưng mà có một cái anh trai là tên là Dương. Anh trai này thì xưa cũng làm trong giới truyền thông showbiz quý vị ha, rồi từng làm MC cho rất nhiều chương trình. Và bây giờ anh ấy ở Nam Bắc Trà My gì á quý vị ha, ở ngoài miền Trung. Anh ấy mở một cái quán cà phê rất là sang trọng, là ảnh bây giờ ảnh tự xưng ảnh là thầy giáo mà chỉ dạy có một học sinh mà thôi, một học sinh rất là ngu dốt, đó là học sinh Tư Trần. Khạc lắm tôm, đây, nghe nè quý vị. Rồi, đây là cái hình quý vị. Chưa nghe, đây là cái hình nè quý vị. Cái hình mà con khạc bấm tôm nó đi qua kia, nó làm lau dọn nhà gì cho người ta đó quý vị. Nhìn nó khổ sở chứ quý vị ha. Cô ấy đã từng ăn mừng để theo chồng gọi là doanh nhân Louis sang Mỹ. Nó qua bên Mỹ được mấy bữa đó quý vị, nó đặt cái tên nước ngoài Jessica Trần bấm tôm. Jessica Trần đã sánh duyên cùng với doanh nhân Louis sang Mỹ. Chồng của nó là Louis, nó ở bên Mỹ, còn con khạc bấm tôm là Jessica bấm tôm sánh duyên cùng với Louis ở bên Mỹ. Đó quý vị, nó qua làm công nhân quý vị ha. Mày khổ rồi con, mày đặt xong xạo ra. Trước giờ tôi chưa học tiếng Anh, tôi đi học tôi được có 5,2 tiếng Anh, nhưng mà tôi 8,9 môn văn. Môn văn tôi 8,9, sử địa rất cao, văn sử địa là chuyên ngành. Được chưa? Thôi giải thích nửa giò thôi, con nghĩ vậy luôn nha. Chứ bây giờ thấy học sinh xong mà nó giỏi giáo sư thôi luôn rồi. Bây giờ là học sinh mà không như là văn là 8,9 hả? Trời, thánh thần tiên đồng hơn dữ gì sao? Bây giờ là ai dân chuyên văn vô video này giúp tôi một cái này. Ai dân chuyên văn vô đi nghe tôi nói một câu nè. Tôi này tốt nghiệp đầu ra thủ khoa sư phạm ngữ văn, này thạc sĩ ngôn ngữ học, về văn chưa bao giờ được 8,5 điểm. Thánh thần tiên đồng hơn đừng có nói gì 8,9 điểm đâu, có nghĩa nó thủ khoa của đất nước Việt Nam hoa văn luôn rồi. Đúng không? Ai học văn vô đây xác nhận. Có ai ở đây là văn được 9 điểm chưa? Có, đi đại học được 9 điểm chưa? Đây có ai không? Nếu có, bình luận vô. Thì có bấm tôm mà thôi. Trời ơi, phong bạc nửa giòn, phong bạc nửa giòn. Viết chính tả, chính từ, chính chữ, sai hết 11 chữ rồi. Vì chính chữ kia em rộng thêm 2 chữ nữa, sai là 11 chữ. Mà đầu là văn 8,9 rồi, sử địa là câu chốc gió. Các bạn trời, thánh thần thiên đồng hơi, sử địa cao chốc gió. Vậy mà không biết phân biệt đâu là xứ hay kỳ với Việt Nam nữa. Mục tiêu tưởng đâu chắc là nó đang ở cái xứ nào. Chứ đâu hay kỳ mà bây giờ mà cứ như vậy mặc cái áo 40 đồng mà phải lên Thanh Minh Thanh Nga mua một cái cây giả để trong nhà bằng chồng mất lâu lâu ngày một luôn, ăn cái ẩu cũng bị la, mua cái áo gió cũng bị la, nước mắm ra nước mắm thôi thôi, nước mắm giả giả mắm thúi mắm mắc tiền chứ. Thì lý do thì mình phải phân biệt mình đang ở đâu, biết mình đang ở nữ bên kia bắt cầu mình sống sao cho nó xứng đáng với cái gọi là cái danh xưng là nữ danh em thầm đàn dễ chứ cái trần mắm tôm chứ hiểu không? Nếu là chưa giỏi ok, như vậy là văn sĩ là chưa giỏi, văn chắc chắn là chưa giỏi, thì thành ra văn chất giò là viết chính lỗ chính chữ mà sai 11 chữ, chính chữ kia dùng thêm 2 chữ sai nữa là 1 chữ sai. Nghe phong bạc cái gì, phong bạc kiến thức sau được tha, trước giờ phong bạc tài sản á mà giáo sư Thơ chưa xuất hiện là còn dụ được nhiều người, lừa được nhiều người. Thì giờ từ khi giáo sư Thơ xuất hiện cũng lộ ra hết trơn giò ở một cái khu trả góp bên kia, trả góp 30 năm, một tháng trả góp bao nhiêu là giáo sư Thơ biết không? Nói những câu nữa rất là rõ về rồi, là một cái gì nói ám ảnh của trong mơ sẽ chỉ cần chờ bấm tôm để sinh nhân thành đạt, giữ nhiều nhà lầu xu xe và ta sang. Cười tao xỉu luôn á, trời ơi, bây giờ tới phong bạc luôn chữ đĩa. Ai không biết là một đứa mà không được học hành tới nơi tới chốn, có gì phong bạc là mới gì, người ta nhìn là người ta biết. Chứ chắc có gì mà biết, người ta giống coi mọi người không? Không chữ như không chữ, nó gì nghe không nói. Nếu mà đặt cắt đâu phải cứ rơi hết từ dưới lên trên cái miệng mà để gọi là mình còn ai chữ tốt đâu không? Đó là ta gọi là ăn tục nói phép, được chưa? Mà cái thằng ăn tục nói phép thì sẽ qua lâu lắm dòi thật sự lắm. Giờ giáo sư Thơ của tụi em mà bây giờ mà coi như là bỏ ra 6 tẩu làm quán cà phê đi, được chưa? Không mình... giáo sư thôi anh mở một cái quán cà phê cái gì á, suốt ngày anh rảnh lên là anh nói giáo sư thôi
thôi quý vị là thôi cho bố mày xin thôi tao lại mày thôi là đây là Lan thôi Chan đó là Chan thôi xưa cái anh này cũng là bạn của con Khạc Bấm Tôm quý vị, nhưng mà Khạc Bấm Tôm nó chơi cắt cớ sao cắt kè cắt cớ gì đó nên bây giờ là quỷ tình bạn quý vị. Con Khạc Bấm Tôm là nó gây thù chú quán nhiều lắm quý vị. Xưa mà có người bạn của nó là một người mẫu gì đó quý vị, lên bình phẩm cho nó, trời ơi nói nó không ra một cái gì chứ muốn độ quần luôn quý vị. Giáo sư Thôi cho nó một clip nữa nè, đây nè. Mấy chị ấy rời bỏ quê hương sang nước ngoài mà các chị cứ làm như các chị là to lắm ý. Ôi bỏ quê hương sang xứ người ôm chân bớt sang đi mấy chị. 90% người Việt tại Mỹ làm neo thì rõ ràng đây là một cơ hội để mình phải học tại sao tất cả những cái người kiều bào của chúng ta tại Mỹ và một số nước lân cận họ đều làm neo, vì đó là một cái miếng bánh vẫn kiếm được ra tiền, lại chủ động cuộc sống và lại nhàn. Ăn nho không được thì chê nho chua, và lúc buộc phải ăn một trái nho chua thì lại khen nho ngon. Lúc còn ở Việt Nam đang thảnh thơi, đang tên tuổi đang lên mà được tung hô bởi những người thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức, cho nên đốt tiền từ thiện quá sướng, ăn tục nói phét, kiếm tiền quá dễ, coi trời bằng vung không coi ai ra gì, sống mà không chừa cho mình một con đường lui, một con đường lùi. Cho nên luật hoa quả không bao giờ chừa một ai hết đó mọi người. Ngày xưa nhân quả thì lâu, chứ bây giờ nhân quả thì nhãn tiền ngay trước mắt luôn. Đến lúc mà không thể ở Việt Nam nữa. Vì sao? Vì có biến. Không phải dễ gì mà tờ báo Thanh Niên lại đăng tải một cái thông tin là tạm giam, mà lại không lên tiếng xin lỗi, không đính chính, xóa bài, không đính chính, không xin lỗi là có biến. Mà với cái tính cách của Bấm Tôm, tại sao báo Thanh Niên đăng lên như vậy lại không kịp? Bình thường là đã coi như là chém chép này kia là mang ra hết rồi, vỗ rồi, giờ là không nha. Thì mọi người nghĩ đi, là vì sao? Có phải có biến không? Chưa kể trường hợp khi cô Nguyễn Phương Hằng vào trong kia thì ở đây tới Đại Nam làm loạn, làm mất hình ảnh của Đại Nam. Hằng ngày lấy tên tuổi của cô Hằng đưa vào các phiên làm thì câu như bắn hàng. Thì ngày hôm nay phải trả lại những cái gì đã gây ra. Những tiếng giường một kèm một nữ doanh nhân thành đạt rất chưa chặt mắm tôm trong mỗi video. Rồi đến bây giờ khi buộc phải sang bên nước Mỹ kìa thì lại khen cái nghề neo đó ở Việt Nam được nữa, giống như nãy giờ mình phân tích là buộc phải qua bên kia thì lại khen cái nghề làm neo. Thế mà hay chứ, trước đây thì nó không nói gì, thôi thì nó ít thì mọi người hiểu nhiều. Nhưng mà như thế này nè, gửi một lời chân thành đến các anh chị Việt kiều như thế này, đừng để một con sâu mà làm rầu nồi canh. Mình chỉ nói vậy thôi. Còn các anh chị làm gì thì làm, từ các anh chị toan tính bản tính với nhau. Phải thừa nhận một điều rằng từ khi nữ doanh nhân thành đạt Jessica Trần thì Mắm Tôm sang đó, cuộc sống anh chị bị đảo lộn không? Có chứ, nói vốn chị rất là bình thường, chẳng ai để ý, làm cái gì cũng được, miễn sức lao động của mình là được, mình đã nói rồi. Rồi nói này nói kia làm ảnh hưởng tới các anh chị chứ, cho nên các anh chị làm gì từ các anh chị tính nha. Rồi còn riêng mình sẽ mừng khai trương, mình biết nó qua đó nó không phải nó làm giúp việc cô xin gì đâu, nó sẽ mở một tiệm neo. Bởi vì mấy tháng trước đây đã có hình ảnh là đi học làm neo rồi, móng tay thay đổi liên tục, cho nên cũng không có gì hơn. Sắp nữa khai trương thì sẽ gửi cho một bộ xong nhà nội trong chủ trọng qua tặng đây, hỗ trợ làm ăn các spa lớn nhất nhì của Việt Nam này. Đây phong thủy mình hỗ trợ những spa lớn nhất nhì, vì nó làm ăn kinh doanh sức khỏe tình cảm mọi thứ, làm ăn lớn làm ăn nhỏ gì mình cũng hỗ trợ hết. Nó là nó định là coi như là đẩy một cái câu chuyện là đánh lạc hướng truyền thông, là mới đầu tung là làm giúp việc này kia, sau đó là sẽ tung ra là mình làm chỗ để gây cho truyền thông bị hớ hơn á. Mà đâu biết cái chiêu cụ đích giáo sư Thâu nắm được bài hết, tìm nó của nó. Mọi người không phải nói giúp việc đâu, nhưng mà mình thích mình nói cho nó vui, bởi vì thấy phù hợp với cái vị trí lao công hơn. Cho nên dù có làm chủ hay không thì hình ảnh nó cũng chỉ nằm ở cái khoảng đó mà thôi. Giáo sư Thai ngày hôm nay nói ít thôi nha. Rồi chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chương trình Vì Bạn Xứng Đáng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Về những thông tin chi tiết về song nhà nội trầm, chủ trầm, nhan trầm để hỗ trợ làm ăn sức khỏe tình cảm thì quý vị vui lòng liên hệ qua giả lộ. Chào giáo sư. Giáo sư thôi tao lại mày. Tao ban mày Khạc Bấm Tôm, thôi tao lo ban mày là Đinh Lai Láng ơi. Đó giáo sư Thôi cũng nói gì cái tờ báo Thanh Niên nữa. Tại sao người ta đăng tải lên cái tên của Đinh Thị Lai Láng lên, con Khạc Bấm Tôm lắm vậy mà người ta không xin lỗi, không đính chính luôn quý vị. Tại vì là bên phía công an người ta sẽ cung cấp là sẽ bắt nhân vật đó. Mà đùng cái là ta lại đổi ý bứt dây động rừng để từ từ cái đó khai thác thêm, đang coi như là điều tra thu thập thêm bằng chứng cứ của cái đám này nó móc nối như thế nào với nhau, nó sàng xích được nó như thế nào với nhau. Bộ sậu mày là ai đứng đằng sau lưng tụi mày đó. Phải đâu không có gì ha, phải điều tra đâu các kiểu chứ.
đó quý vị thấy không, trong năm nay là rất là nhiều nhân vật cộng cán bị bế quý vị ha. Cái câu chuyện hôm bữa là quý vị thấy ở Bình Dương là ông Dr. Huy đó quý vị, người tình trong đô của con bông lan chích cúc đó quý vị, một người từ đỉnh cao vua tiền mặt quý vị ha tại Việt Nam đến với những cáo buộc lừa đảo. Và ông Dr. Rùi nè quý vị, từng được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ hai trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Siêu giàu nè quý vị nha. Đó, và cái bông lan chính cúc thì hồi trước á là lúc mà đụng chuyện xe Nguyễn Phàng là tung tin nhắn với ông đại gia nước giải khát này à, rồi xong rồi bị ồn ào lên trên mạng, bây giờ gõ nó từ khóa là đẻ thuê một cái nó lòi lên đó phải không, đẻ thuê kiếm trăm tỷ mà quý vị à, bông lan chính cúc quý vị ha. Và cái công ty của ông Dr. Rùi này lớn lắm quý vị, lớn cả ở vị thế đại gia siêu giàu, rồi lớn của ông lớn trong ngành sản xuất nước giải khát, lớn dòng tiền tươi rất là nhiều ha, tiền là tiền mặt có sẵn quý vị ha, ở lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng mỗi năm, lớn ở sự cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài và lớn cả ở tham vọng tỷ đô. Rồi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và khám xét ở nơi làm việc của bị can từ tháng 4 năm 2023. Quý vị thấy không? Cứ tháng 3, tháng 4 là giống như là tới cái tháng mà gọi giấc mơ về đó quý vị. Không còn ai khác trên đời mang về em công số 8. Đinh Lan không bị bắt. Và Đinh Lan thông báo chuyển đề tài của cái kênh Lan Đinh. Còn Đinh La Láng đó quý vị, tháng... ngày 24 tháng 3 hoặc là ngày 24 tháng 4 này đó, là nó liệu hồn hai ngày đó cho Đinh Thị La Láng nha. Đó, cái tháng 3 tháng 4 này cái tháng mà cá tháng 4 là cái tháng cá tháng 4 này là dễ mà Đinh Thị La Láng. À, còn ông Dr. Rui là không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực nước giải khát, gia đình ông Dr. Rui còn lớn sân sang lĩnh vực mua bán nợ nha. Ghê chứ quý vị. Đứng sau mua bán nợ nha, mà nếu mà mua bán nợ là nó có xã hội đen nha quý vị nha. Bất động sản hay là truyền thông luôn, mua bán nợ bất động sản truyền thông luôn, quý vị làm truyền thông luôn. Rồi tra cứu thông tin từ cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp cho thấy bà vợ của cái ông Dr. Rùi nữa quý vị ha. Đó, vợ ông Dr. Rùi là có như là nhiều sổ tiết kiệm tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng làm tài sản bảo đảm để đăng ký giao dịch. Rồi xưa thì đổ 20.000 tỷ đồng vào cái lĩnh vực bất động sản. Quỹ đất của ông Dr. Rùi này trải rộng khắp cả nước. Khẩu vị yêu thích của đại gia ngành nước giải khát này là nhắm vào những khu đất nhà nước hoặc ngân hàng mang ra đấu giá. Với chiến lược này, ông Dr. Rùi đã sở hữu nhiều lô đất vàng tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết, vân vân. Rồi năm 2020 đã xảy ra một vụ việc gây choáng với dư luận, đó là việc bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch công ty bất động sản Kim Oanh, dẫn theo 4 đứa con đến trụ sở của ông Dr. Rùi quý vị ha, đây làm việc nha. Rồi vì một món nợ, bà Oanh đã quỳ lại khóc lóc van xin dưới chân của vợ ông Dr. Rùi, khóc lóc ỉ ôi để mà xin mà cuối cùng không được quý vị ha. À, đó cũng là lý do mà công ty của cái cô Kim Oanh này ở Đồng Nai phải có đơn tố cáo gửi lên Bộ Công an. Đây là lý do vụ án được khởi tố vào tháng 2 năm 2021 quý vị. À, rồi thêm chị CV Nguyễn Hoàng nói về cái vấn đề của Dr. Rùi quý vị. Rồi cái con ca sĩ hạng Lottolet đó, chiên mà hát mấy cái Mikachu mấy ông già đó quý vị. À, con ca sĩ mà khóc mướn để thuê đó quý vị. Cũng đấy lượt đó thôi quý vị ha. Nó xuyên tạc đời tư gia đình của chị Xe của Phương Hằng, nó kêu là cháu Quỳnh Hằng Hữu là đi xét nghiệm ADN với hàng trăm người đàn ông khác. Mấy đứa này nó rất là Conan quý vị ha. Mà cái kênh tích xanh của ca sĩ Bông Lan Chính Cúc, Bông Lan Chính Giái vậy nè quý vị. Nó xóa rồi quý vị. Bây giờ nó xài một cái kênh khác rồi. Mấy đứa này nó gây nghiệp quá trời gây luôn quý vị. Gây nghiệp nhiều quá. Mà năm nay là những cái người tên Lan là nguy cơ rất là cao quý vị ha. Rồi đến cái câu chuyện của bà Trương Mỹ Lan thì mấy ngày hôm nay cũng Lý Lắc cũng có theo dõi. À, và có một cái trang tin họ đăng những cái này cho mình dễ hiểu, dễ biết về cái vụ việc của Vạn Thịnh Phát quý vị. Để mình coi, mình tìm hiểu chỉ cái vấn đề này tiền nó quá lớn. À, nhưng mà ở đây họ tóm tắt mình nghe cũng rất là dễ hiểu quý vị. Đây, đây là chân dung của bà Trương Mỹ Lan ha. Rồi, đọc sơ qua cho quý vị cũng nắm được cái vụ Vạn Thịnh Phát quý vị ha. Dòng tiền quá lớn đi. Ngân hàng SCB tổng tiền gửi 500.000 tỷ Việt Nam đồng, tạm tính lãi suất trên tiền gửi 5% một năm, mỗi năm phải trả 25.000 tỷ đồng tiền lãi. Bắt đầu Vạn Thịnh Phát mới rút ra 300.000 tỷ đồng Việt Nam chia làm hai phần nha, một phần chuyển ra nước ngoài, một phần ở lại Việt Nam. À, nó tuồn tiền của nước nhà mình đi qua nước ngoài một nửa đâu quý vị ha. Phần nước ngoài là một phần đó là sẽ mua bất động sản,
một phần trở lại thành vốn của các công ty nước ngoài, còn một phần khác của công ty này quay lại để mua bất động sản ở Việt Nam. Đó, cái dòng tiền nó chao đảo vậy quý vị. À, phần trong nước chủ yếu dùng để mua bất động sản bao gồm các tòa trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn, nhà phố, biệt thự, các khu đất với khoảng tiền trên dưới 1.500 sở hữu bất động sản, mà phần lớn trong số này là nhà phố, biệt thự, khu đất. Nguồn thu của Vạn Thịnh Phát đến từ hai nguồn chính. Một là doanh thu của SCB, đó là cho vay rồi cầm cố rồi thế chấp đất rồi các kiểu gì ha. Và hai là doanh thu cho thuê của các bất động sản như trung tâm thương mại, chung cư. Đó. Đối với doanh thu từ SCB, vì phần lớn số tiền gửi đã vào tay bà Lan 3/5, còn 2/5 lượng tiền gửi dùng để cho vay lấy lãi thì doanh thu khả năng không đủ bù chi phí vận hành, chứ đừng nói là có lãi. À, tiền là vô tay bả chứ cái gì bà lấy, bà không biết bà làm cái gì quý vị ha. À, không biết sao mà cần tham gì dữ quý vị ha. Đó là một phần lý do tại sao mà SCB phải mua chuột thanh tra để làm đẹp báo cáo tài chính. À, bây giờ là thanh tra vô là này kia là thanh tra lại cho ở ngoài bộ vô quất một cái là rụng nụ hết quý vị. Còn nguồn thu từ cho thuê các bất động sản, nên biết rằng phần lớn các bất động sản là biệt thự, nhà phố, khu đất không tạo ra được dòng tiền, doanh thu lợi nhuận hàng năm. Các bất động sản còn lại là các tòa trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư, liệu lợi nhuận hàng năm có đủ 25.000 tỷ để trả lãi hay không? Đây là một cái tòa nhà ở quận nhất quý vị ha. Tòa nhà quý vị ha, là dự kiến là sẽ có cái sân bay, là một cái sân bay trên tòa nhà là để đậu máy bay được luôn quý vị. À, trong những điều kiện kinh tế bình thường nhưng đen cho Vạn Thịnh Phát là từ 2018 đến nay thị trường bất động sản suy giảm, kéo theo đó là có dịch Covid-19 là suy thoái kinh tế là khiến cho nguồn thu từ các bất động sản cho thuê bị sụt giảm. Đó, hiện giờ là những người làm bất động sản là hầu như là bị thua nhiều lắm, cái gì thua nhiều lắm. À, phải bán tháo bán để bây giờ đất nó đang bị chìm xuống, à, nó đóng băng lại giờ bất động sản đang giảm giá tụt rất là nhiều. Bây giờ ai có tiền mặt mua nhà mua cửa là ở là ok. À, giống như Lý Lắc, bây giờ Lý Lắc cũng gắn như thế nào đó mà mình mua được căn nhà rộng hơn. Nhà Lý Lắc có 22 mấy mét vuông cái gì, à, mà mình cũng ước mơ vậy thôi, mà mình dành dụm không biết bao giờ mới có nữa. À, tại vì mình làm ăn chân chính mình cũng đâu có nhiều tiền nữa gì. À, một tháng mình làm, nếu mình dành dụm tháng mình cũng dành dụm được 10 mấy 20 triệu, nếu mà có dành dụm thì biết bao giờ mới mua được nhà. Thôi nói thì nói, quay lại vấn đề. À, và đó là lý do Vạn Thịnh Phát phát hành 30.000 tỷ trái phiếu từ năm 2018 đến nay, mục đích là để có thêm tiền trả lãi. Bản chất của vụ việc này là bà Lan đã biến SCB thành một kênh huy động vốn giá rẻ để sử dụng cho mục đích cá nhân, mà chủ yếu là để mua bất động sản. Nếu mà bà làm ăn mà bất động sản mà không bị cái vụ này là bà chắc cũng còn làm nữa gì ha. À, bây giờ là mất khả năng chi trả đó gì. À, rồi cơ bản là một người buôn bất động sản, nhưng thay vì người bình thường chỉ có một vài tỷ để mua đi bán lại kiếm lời thì bà này thông qua ngân hàng để có 300.000 tỷ. Lượng vốn 300.000 tỷ này nếu để cho các cá nhân doanh nghiệp vay đầu tư cho kinh doanh, sản xuất, phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp thì 10 năm qua đã tạo ra thêm được biết bao nhiêu giá trị cho xã hội, đúng không quý vị? À, vì phần lớn các bất động sản của Vạn Thịnh Phát không tạo ra được dòng tiền thường xuyên, đồng thời giấu quyền sở hữu và gần như không đầu tư cho hoạt động sản xuất nên biểu hiện trên thị trường của Vạn Thịnh Phát là mờ nhạt. Ừ. Người ta hay nói người giàu thường kín tiếng, đúng, nhưng cơ bản là người ta không thích khoe chứ không giấu giếm. Bởi giàu từ hoạt động kinh doanh sản xuất thì sẽ có biểu hiện trên thị trường, công ty càng lớn thì biểu hiện trên thị trường càng rõ, có muốn giấu cũng không được. Chỉ những quan chức tham ô hay chiếm đoạt như bà Lan này thì mới giấu kỹ như vậy. Điều đáng quan tâm ở đây là lượng tiền bà chuyển ra nước ngoài bao nhiêu, trong nước bao nhiêu, giá trị lượng bất động sản trong nước có đủ để bù đắp tổn thất nếu sự tăng giá của lượng bất động sản trong nước từ lúc mua tới lúc hiện tại, hoặc dư bù đắp tổn thất thì may mắn có thể lượng tiền bị tuôn ra nước ngoài chưa nhiều. Tính toán một chút để thấy rằng việc kiếm được 25.000 tỷ lợi nhuận hàng năm không hề dễ. Ví dụ một trong những tòa nhà khủng nhất của Vạn Thịnh Phát mới lộ diện là Capilla Palace, với tổng diện tích cho thuê là 94.000 m², làm tròn là 100.000 m², giá cho thuê là 50 USD một mét trên một tháng. Nếu cho thuê full thì một năm doanh thu 60 triệu đô, tương ứng 1.500 tỷ Việt Nam đồng. Và Vạn Thịnh Phát cần 20 tòa nhà như vậy để có được doanh thu 30.000 tỷ. Mà đây mới là doanh thu với các điều kiện lý tưởng nhất có thể, chưa phải là lợi nhuận. Thì tôi phải làm sao? Đó, chúng ta vừa đến một cái tóm tắt về cái câu chuyện của Vạn Thịnh Phát, quý vị nghe để biết thêm cái gì ha. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại cái câu chuyện của con khạc mắm tôm nữa quý vị. Đây là một clip con khạc mắm tôm nữa quý vị. Đây là kênh TikTok của cái anh Dương Dương Dương, anh thầy giáo thoi mới nãy dành cho con khạc mắm tôm quý vị ha. Nghe tiếp con nói gì đây. Trời ơi, trợ lý phó trợ lý á,
cái chuyện đấy quá là vớ vẩn. Công lên việc xuống gì mà trợ lý, bán hàng thì ấy xưng ra trợ lý cái gì. Tầm này khoe bao nhiêu nhân viên, tầm này là phải khoe lo cho nhân viên cái gì. Ngon quá à. Ngon lắm, mới được ăn thì cũng là chất lượng luôn á. Ở miệng ăn dơ bẩn rõ hào thông phức. Thầy nhà ơi, giữ gì sao thánh thần thiên đồng ơi. Ủa rồi công an diệt xuống gì mà trợ lý à? Trợ lý làm gì hả? Trợ lý đâu? Trời ơi. Trợ lý đang quay pháo, trợ lý đâu? Đưa điện thoại cho anh. 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 Tự nhiên đưa điện thoại cho anh. 4 cái. Đưa điện thoại cho anh. 5 cái. Đưa điện thoại cho anh. 6 cái. 7 cái. Trợ lý pháo, trợ lý để làm ở đó đó. Tài xế đâu? Đó, tài xế. Trợ lý pháo, lấy cho quản gia đâu? Cho cái kính quản gia. Đó, cho bình nước hoa. Đó. Sao mà mình chưa giàu được cái độ như họ, mình cứ thử giàu lên được cái độ mình như họ đi rồi mình tính được chưa, rồi mình hưởng thụ cuộc sống của họ nó như thế nào nghe. Rồi cái này chắc nó kêu là từ chắc là điện thoại này mượn hay là của mấy bạn gom lại. Đưa đây điện thoại phó trợ lý đâu, đưa xem. Đây là điện thoại phó trợ lý nè, điện thoại của quản gia đâu. Nghe cái này của tôi nghe, còn cái này chứ không kêu à, nó lấy điện thoại của mình đưa đây, của quản gia đây, điện thoại của trợ lý đâu. Rồi điện thoại tài xế đâu, đây luôn, được chưa. Ekip điều nào cũng 4 người 4 cái rồi của tụi nó. Còn cái này là mình mang theo mình dùng, là tụi nó phải hỗ trợ mình chứ mình đâu mà ba đầu 6 tay mà ba chân 6 cẳng đâu mà làm được mấy cái này. Thấy chưa? Cho nên thấy chưa? Thấy người ta có trợ lý, phó trợ lý để làm cái gì chưa? Nghe, mình cứ giàu được cái độ như họ đi để mình ăn một cái một kê mình không có phải vét. Được chưa? Mình muốn áo gió mình không có phải bị la, mình ăn cái ỏi trong đường mà mình chẳng ai la mình. Được chưa? Nước mắm thì cứ nước mắm ngon mà ăn, mình ăn nước mắm Thái. Nước mắm Thái mà còn rồi mắm Thái đồng ơi, mình bao bì nước mắm riêng. Nước mắm riêng thì nó không có rẻ, nước mắm nhỉ nó không có rẻ nhỉ, nó không có rẻ xíu nào. Sao mà cứ phong bạc hoài à nha. Thầy là tính tha rồi đó, nhưng mà học sinh tụi bay cũng vừa thôi, để cho tôi nghỉ ngơi. Tụi bay cứ ngồi tự nhiên phải lên lớp hoài luôn rồi. Thấy chưa, được chưa? Thấy vì sao mà họ có trợ lý phó trợ lý chưa? Trời ơi, người ta ra đường mà nguyên một cái ekip đi, cứ giàu như người ta đi, đều hề như người ta, đắt đai như người ta đi, rồi mình biết được cuộc sống của người giàu nó sang chảnh như thế nào. Đó thì mang giúp tụi ông gì thôi đó. Thôi khán giả bình luận thầy thôi không lên bài chúc mừng mắm tôm đã kiếm được việc bên Hoa Kỳ với mức lương triệu đô hả? Cái gì? Con khạc mắm tôm vừa mới qua Mỹ mà xuống sắc dữ chàng. Ôi con này nó gớm, thấy bà nhìn nó bẩn, nhìn nó ghê gớm gì ha. Đây có một cái đoạn clip mà báo đài cũng như bản tin nói về cái công ty cổ phần Đại Nam là công bố gói 1.000 tỷ đồng tài trợ mổ tim cho người nghèo đúng không? Đây nè quý vị, coi khúc coi. Vào ngày hôm qua 21 tháng 9, công ty Đại Nam, đơn vị sở hữu khu du lịch Đại Nam Bình Dương và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng thực hiện điều trị tim cho trẻ em nghèo mang tên Trái Tim Hằng Hữu. Chương trình dự kiến sẽ điều trị cho khoảng 500 cho đến 1.000 trường hợp trẻ em nghèo mắc bệnh tim mỗi năm. Đó, trời ơi, ta làm biết bao nhiêu chuyện có ích cho xã hội gì mà tụi này vô nó phá. Đây là những gương mặt phá phách nè quý vị. Nè, con Hoàng Kim Dơ nè, thằng Khám Tử Cung nè, còn Khám Tử Cung này nó chuyên khám tử cung cho con Hoàng Kim Dơ với Khám Tử Cung cho con Đinh Thị Đa Láng quý vị ha. À, đây nghe cái này nè quý vị. Họ dùng những cái mưu hèn kế bẩn để đánh phá vào công ty, vào gia đình tôi, vào con cái tôi, vào thiện nguyện của tôi. Ngày hôm nay Đinh Lan sẽ tống bà Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền này vào tù. Vợ của ông Dũng Lò Vôi hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở Chân Thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thơ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hằng Yên ở đó nha. Quỹ Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là một quỹ không minh bạch, là một quỹ không rõ ràng, hoạt động không đúng quy định pháp luật, ok chưa? Bà kiện tôi đi, nói như vậy mới rõ ràng, đừng có hù. Ngon chưa? Ra pháp luật cửa nào cũng chơi chứ. Dạ dạ. Bà quỹ 1.000 luật sư vô, tôi vẫn có nói, tôi nói một quỹ của bà hoạt động không đúng quy định pháp luật, gian lận. Bố mày ra tòa đi quỳ lại ta. Sự thật là ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Hằng vỡ nợ. Tôi biết chắc là nếu như mình không tham gia cái drama này thì kiểu gì mình cũng vỡ nợ, kiểu gì mình cũng sập. Bởi vì sao anh chị biết rằng là dịch bệnh như thế,
đúng không? Covid như thế này, công ty Đại Nam thì thu làm sao được, mỗi một tháng là phải nộp bao nhiêu tiền, phải đóng bao nhiêu tiền để gì, để duy trì hoạt động của công ty, bao ngày tháng không có tiền, có nghĩa là sao, là một tài sản nợ chứ không phải là tài sản có. Người ta tài sản có là người tài sản phải sinh sôi nảy nở ra tiền, nhưng mà tài sản này là tài sản nợ, nên là đói rách không có tiền. Mà xác định là nếu như mà cứ như thế thì sợ mà giấy phép thì chưa được, bất động sản thì chưa sang tên được, nên là chắc chắn là nếu như trong trường hợp mà cứ diễn ra như thế thì sập, thì là sao, lợi dụng ông Yên để lợi dụng ông Yên là để gì, để có được tiền. Thế nào trời ơi, thấy chị là ma này, ghét nhất cái con này đúng gì, con mồm thối rồi quý vị, cuộc đời á, con mồm thối gì ha. À, nguyên một cái vàng này quý ông, những cái đám này nó chuyên đi du khống luôn, quy khống coi như là bên quỹ từ thiện Hằng Hữu người ta đó, công ty Đại Nam, cổ phần Đại Nam của người ta đó, cái kết tụi bay cũng giống như hàng đi vậy. Người ta nói là nếu hai bà này không bị bắt cứ chặt đầu tôi xuống mà ngồi, người ta nói vậy luôn quý vị. Đinh Lan cái miệng hại cái thân, nó cái miệng nó hại cái thân mà hại cái thận nó nữa quý vị ha. Đó, nguyên một đài bày lưng chúa đó tụ trong đây là quý vị ha. Rồi mời quý vị nghe cô Chính Hằng Giang nói về cái con quà kim dơ này một chút xíu nha quý vị nha, mời quý vị cùng lắng nghe. Nó chưa ra anh chị em yên tâm, con này chưa ra, hôm nay Dung cứ đợi đây, nó dám trốn Dung vì áo nó mặc ấy, anh chị em phải thông, anh chị em nhá, áo nó đang mặc bên kia, chụp ảnh bên kia ấy, là áo vẫn là áo ngồi sân bay, ngồi ở sân bay Sài Gòn anh chị em ơi, nó ngồi sân bay Sài Gòn, cho nên mình nếu như ngồi ở sân bay Hà Nội ấy là phải mặc áo này, phải mặc áo khoác, bởi vì đặc biệt đó là người miền Nam mà ra Hà Nội thì lại thời tiết nó lạnh, nên là mặc áo còn dày hơn cả người miền Bắc, cho nên con này chưa ra nên là Dung phải ra ngay, cho nên cái con này á là con rất bị ổi, nó bị dân nó trốn Dung, nó hẹn là ngày 20 nó ra, anh chị em hãy yên tâm vào cái cổng này, ở cái cổng này là cái cổng mà nó sẽ ra đây, Dung sẽ quay nhá, Dung sẽ ngồi Dung đợi nó và Dung sẽ quay, mẹ nó trốn Dung, mẹ mày thách đố được tao tuyệt nổ, nó thách đố được Hoàng Kim Dung, nên là Dung đã ủng hộ nó hết mình và giúp đỡ nó và bán hàng cho nhà nó trả lấy lợi nhuận, thế mà nó hại Dung đến như thế, nó lại cho một đàn quân nó vu khống như Dung, là thuê 500 anh em sau đen ra sân bay đó, nó tao đi một mình nhá, hàng nổ nhá, hôm nay Dung sẽ ra, Dung gặp nó ở đây, Dung mới chửi vào mặt nó là tại sao mày lại bỉ ổi đến như vậy, tại sao mày lại khốn nạn đến như vậy, tại sao mày mở mồm cho nó là vì nước vì dân, mà trong đó mày vì ai, mày vì ai, còn nếu như nó không đủ bản lĩnh nó gặp Dung ấy thì cả nước sẽ biết được bộ mặt thật bỉ ổi của nó như thế nào. Anh chị em xem livestream giúp Dung, xem mạnh lên để cho Dung sẽ chứng kiến được cái con bỉ ổi này, Dung để đón nó ở đây, mẹ nó thách đố Dung là dám ra sân bay không để đón nó không, mà nó không dám ra đúng giờ, nó ra trước một ngày, anh chị em thấy nó nhục không, anh chị em thấy nó nhục không, đây đứng ở đây để dình nó, dình bằng được nó thì thôi, cả công an mẹ cũng phải táng cho nó vài cái vào mặt đấy, thằng bảo vệ giống hệt bảo vệ nhà nó này, đây đứng ở đây kể cả gặp công an mẹ cũng phải táng cho nó vài cái vào mặt. Phải không phải không? Phải không? Phải không? Anh chị em thấy không? Con bắt dậy kia, nó lừa em kìa. Lừa tôi không biết, tôi không được có to đây. Con bắt dậy kia. Nó đâu rồi? Thì là trên cái quan điểm pháp luật của Hoàng Kim Dung và trên cái quan điểm cá nhân của tôi ấy, Trương Quốc Huy và Hoàng Kim Dung đã thấy rằng ok, một người đàn ông này cực kỳ tài năng, một người đàn ông cực kỳ giỏi. Trên cái quan điểm pháp luật của Hoàng Kim Dung và trên cái quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì có những người mà thù hóa ông ấy vì ông moi móc rất là nhiều những cái vấn nạn của xã hội, đặc biệt là tham nhũng. Hôm nay là một ngày buồn, không phải là ngày vui của Hoàng Kim Dung. Thế nào anh chị em giúp Hoàng Kim Dung, cuộc đời nhiều khi á mình thấy là thật sự lắm, em gần 40 tuổi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải trải qua cái cảm xúc nó khủng kỳ khủng khiếp như ngày hôm nay, bởi vì ngày tin nó không được đẹp lắm. Đưa về tin về ông Lưu Bình Nhưỡng, khi mà ông ấy bị bắt là Dung không vui, cho nên Dung cũng chỉ chia sẻ như thế này thôi. Nó vô cùng khủng khiếp như ngày hôm nay cho nên là hôm nay mình sẽ bộc bạch tất cả những cảm xúc thật nhất. Trương Quốc Huy và Hoàng Kim Dung đã thấy rằng ok, một người đàn ông này cực kỳ tài năng. Chân thành nhất, thật nhất, điều quan trọng mình không quan tâm rằng là nó sẽ phù hợp với ai. Thôi nhé, không yêu thì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Thôi nhé, nó sẽ phù hợp với ai, nhưng mà nó thật nhất bằng sự vô tư chân thành. Báo công an đưa tin chắc gì đã là đúng. Báo công an đưa tin đúng ở chỗ nào?
không biết đọc và không biết chữ à? Đưa tin gì là đang đưa tin, báo công an đưa tin nhá, riêng Hoàng Kim Dung đọc một phát á. Dạ, nhớ từ từ một luôn. Bà bác kính thưa quý vị. À, thông qua Lilac Blog, Kính Tiền Giang gửi lời kính chúc sức khỏe quý vị. Và mình cũng tiếp tục về cái drama của mấy con nhỏ mà ma đầu ma đầu nó chống lại với cô Hằng nữa quý vị. Để chính nói quý vị nghe nha, mạo muội nói cho quý vị nghe, với cái tinh thần là mình là chỉ là một cái sự mình nghĩ ra, chứ không phải là mình dám so sánh cô Hằng với Đức Phật Thích Ca của mình nha quý vị. Không có dám nha, nhưng mà mình nói chuyện mình nghe đó. Thì Đức Phật được ra đời ở trên đất nước Ấn Độ, nghĩa là kêu là biên giới phía Bắc, Đông Bắc của Ấn Độ và Nepal đó. Đức Phật ra đời ở cái nơi đó và với một cái quốc vương kêu là Vua Tịnh Phạn, ha quý vị, kêu là Ca Tỳ La Vệ đó. Thì khi có Đức Phật ra đời đó thì các tôn giáo khác, gọi chung là các tôn giáo, những cái kêu là đa thần, thờ lửa, thờ nước, thờ cục đá, thờ con khỉ, thờ con voi, đủ hết. Nói chung là bên nước Ấn Độ là các đa thần. Và cũng có những cái đạo mà khổ hạnh, tự đánh vô trong người rồi khạc ngộ nước miếng trên không, rồi nhịn đói để cho thân thể như là cái bộ xương, rồi hoặc là lõa thể không mặc quần áo gì cả, hoặc là ngồi trên bàn châm, hay là ngồi trong cái chỗ nào thật là lạnh nhất hoặc là nóng nhất, vân vân, đủ hết. Thì khi mà Đức Phật ra đời là quý vị biết rồi, các cái tôn giáo nào, nghĩa là được gọi là tôn giáo hay là được gọi là thần hay là một cái nhóm người cuồng tín hay là như thế nào đi chăng nữa, cũng như nói chung là rất ghét Đức Phật, thù Đức Phật tận xương tận tủy, và đã kêu là kết cấu với nhau để hại Đức Phật không biết bao nhiêu lần. Thành ra là Đức Mục Kiền Liên mới là đi học thần thông để mà chống lại đó quý vị. Thì nói một cách nào đó thì nếu không có đạo Phật thì trên đất nước Ấn Độ sẽ biết bao nhiêu là thần, rất là nhiều vị thần, đạo Bà La Môn của họ, Ấn Độ giáo của họ. Thì họ thờ là Phạm Thiên, chết đó thì bốc cái hơi lên như thế nào đó, đại khái như thế. Thành ra là quý vị biết sau này Đức Phật ra đời thì có một số đệ tử của các cái tôn giáo này nè, họ đi theo đạo Phật, cho nên nó là nó có một cái sự xáo trộn nhất định ở trong cái xã hội của Ấn Độ bây giờ. Và Đức Phật chủ trương của Ngài đó là bình đẳng, trí tuệ, từ bi, bác ái và sự bình đẳng, không phân biệt. Là bởi vì Đức Phật nói rằng máu của chúng ta tất cả đều đỏ, mồ hôi của chúng ta tất cả đều mặn. Thành ra rằng là không có được một phân biệt giai cấp để rồi đối xử nữa là thế này thế kia. Đó là thành ra là cái chuyện mà Đức Phật ra đời là quý vị biết rằng có rất nhiều cái tư tưởng trái chiều, mà không phải hai chiều mà nó là 1001 chiều. Nhìn Đức Phật nhiều cái lăng kính khác nhau lắm. Thì quý vị mới biết rằng cái gì nó thuộc về chân lý, nó thuộc về cái tốt đẹp á, tích cực, tính nhân văn cao, thì được lưu truyền không những ở trong đứng Ấn Độ mà nó lan khắp các nơi, trong đó có Việt Nam chúng ta. Rồi bây giờ cái thời kỳ mà Đức Phật đã giữ ngôn là sẽ là mặt pháp đó. Cho nên là trở lại vấn đề là lúc mà Đức Phật ngồi để mà thiền định, để mà đắc đạo 49 ngày đó, thì quý vị biết rằng trong tư tưởng của Đức Phật có những cái sự tranh đấu. Mà trong đó là cái là ma sự, tức là cái ma chướng, tức là những cái điều mà ham vàng, ham ái dục, ham địa vị công danh, ham vua, ham chúa, rồi sắc dục này nọ, nó tất cả nó hiện ở trong cái tư tưởng của Đức Phật vào thời bây giờ, để nó được loại bỏ từ 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 từ, để hoàn toàn là sự giác ngộ nó là tất cả là hư vô, tất cả là ảo tưởng. Thành ra là ma vương nó có thể giả ra là công chúa Vua Đà La, giả ra là hoàng hậu gì tới đi kêu con về, rồi kêu là Vua Đà La thì kêu chồng về, dờn qua dờn lại trước mặt Đức Phật. Nó tượng trưng cho cái sắc dục. Quý vị thấy rằng đàn ông mà né được đàn bà cái vấn đề nữa là cũng là thánh, thần thánh rồi. Còn Đức Phật lúc bấy giờ là như như bất động mà quý vị. Rồi nó đem tới dương biện, nó đem tới vàng bạc châu báu để nó tượng trưng cho cái quyền lực và
cái vấn đề châu báu trên cuộc đời này. Thì Đức Phật xuất thân từ là một hoàng tử, từ bỏ tất cả để ra đi, cho nên nó thất bại. Đó là nó nói sự tranh đấu của nội tâm. Còn bên ngoài bây giờ là các ngoại đạo nó tấn công Đức Phật nữa là khủng khiếp luôn. Dùng cái chữ tấn công lại là tức là mình ở yên một chỗ mà nó chống phá mình, thì gọi là tấn công. Còn mình đã có phản lại, mình có phản ứng lại thì đâu còn gọi là tấn công nữa, gọi là đấu tranh. Quý vị hiểu không? Đó, thì thành ra là quý vị nhìn Đức Phật, cuộc đời Đức Phật đi đâu, quý vị sẽ thấy rằng nếu Ngài không có ra đời, Ngài không có cái triết lý mà từ bi bác ái trí tuệ của Ngài đó, thì Ngài đâu có bị ai chống. Cũng tương tự như vậy, là cô Hằng ở cuộc thế gian này đó, mặc dầu giữa mình so sánh cô Hằng với Đức Phật, đây là một cái sự mà kêu là tăng thượng mạng, chính không phải muốn nói điều đó, nhưng mà cũng nói lên một phần là cô xuất hiện ở trên cộng đồng mạng để tố giác tội phạm, thì liền sau đó là cô bị biết bao nhiêu cái mũi dùi nó bắn vào người của cô. Thì Đức Phật lúc bây giờ là đi thuyết pháp, đó là luôn luôn có ngoại đạo nó rình rập, nó phá Đức Phật đủ kiểu ha, nó phun gió nè, nó thổi gió, nó thổi bão, nó làm bão tố nè, tắt đèn hết. Rồi nó làm cho Đức Phật nghĩa là phải lay động cái tâm kiên cố của Ngài. Đâu có gì thấy rồi đó, đâu phải một lần đâu, là rất nhiều. Rồi về nè, về sau này đó là cái ông Đề Bà Đạt Đa đó, là em họ của Đức Phật đi theo tu, nhưng đố kỵ với Đức Phật từng chút một, muốn rằng mình đó là lãnh đạo cái tăng đoàn, giáo chủ của tăng đoàn này, muốn cho Đức Phật lui lại đi, đại khái vậy. Rồi là tách riêng ra để mà đi theo một cái ngoại đạo khác, một cái cách mà đi theo cái thần, cái kêu là thần thông, rồi sau đó lợi dụng cái thần thông để mà biến hóa cái này cái kia để mà dẫn dụ cho một số tăng khác đó, tăng chúng khác. Thì ông ta cũng có một thành công, chứ không phải có, mà những người đi theo ông Đề Bà Đạt Đa đó quý vị đó, thấy ông ta là kêu là tánh tình phóng khoáng, ăn nói nghĩa là bạo tận ha, rồi với là dụ vua Tần A Xà Thế để mà giết cha, chiếm đoạt ngai vua, rồi nói rằng sau này quốc vương có ngai vàng rồi thì nhớ tôi nha, tôi giống như là sẽ đi lãnh đạo về mặt tôn giáo cạnh vô với quốc vương, kêu là ma gặp ma đó quý vị, thấy không, thấy chưa quý vị. Chúng ta qua cái chuyện đó là chúng ta mới thấy rằng cô Hằng cũng phải bị chống đối, nghĩa là tàn tệ luôn, nghĩa là tàn tệ luôn. Thì Đức Phật cũng có nhiều lần á, bị ông Đề Bà Đạt Đa nó suối voi mà cho uống loại thuốc kích thích đó, cái gì, rượu cái gì đó, con voi nó quá vậy, nó điên, nó tấn công Đức Phật, nó nhào tới, quý vị thấy không? Nhưng mà cái lòng từ bi và trí đạo của Đức Phật đã cảm hóa được cái con ngựa điên đó, con voi điên đó, con voi nó thuần phục. Thì ông Đề Bà Đạt Đa càng tức giận rồi mới lăn đá từ trên cao xuống, thì Đức Phật bị trúng vô trong cái móng chân thôi, một trong một những cái ngón chân là chảy máu chút đỉnh thôi. Thì giống như cô Hằng bây giờ là phải 331 đúng không? Rồi người ta cũng chê Đức Phật nào là bi quan yếm thế, nói những cái điều mà đau khổ đời là bể khổ thế này thế kia, đạo Phật là bi quan yếm thế, đạo Phật là ăn mài ăn xin. Thì bây giờ cô Hằng cũng mang đủ thứ tiếng, cũng ná tư tưởng như vậy. Tuy rằng nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cái sự việc nó xảy ra đó. Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin được sám hối với đồng bào của mình, bà con của mình, ai là Phật giáo xin hãy nghĩ rằng chính nói theo cái hướng như thế, chứ không phải là dám đem cuộc đời của Hằng ra so sánh với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ăn nhớ quý vị. Nhưng mà những cái điểm mà nó gọi là nó tương đồng là cũng có mặt ở trên cộng đồng mạng, để rồi bị chống phá một cách tàn nhẫn, rồi sau đó vô 331, phải không? Thì Đức Phật cũng là có mặt trên đời để có sự chống phá của các ngoại đạo đó, ngoại đạo cực đoan rất là nhiều quý vị đó. Rồi Đức Phật cũng bị những cái hãm hại của ông Đề Bà Đạt Đa, cũng như các sự hãm hại của các ngoại đạo khác nhiều lắm. Nhưng mà trong cái vở phim mà Con Đường Giác Ngộ, chúng ta chỉ xem được vài cảnh vậy thôi, chứ còn thực tế là suốt mà 35 năm mà Đức Phật đi thuyết pháp, là Đức Phật trải qua biết bao nhiêu là cái gian khổ. Cô mình thì nó ngay có năm mấy để tranh đấu thôi, quý vị hiểu chưa?
Thành ra bây giờ không có lạ gì hết. Mới đây đó, đồng chí Lý Lắc mới là cho mình một cái TikTok của con Hoàng Thị Kim, mà Hoàng Kim Dơ. Bây giờ mình không kêu nó Hoàng Kim Dơ, mình kêu nó là con Hoàng Kim mà tài khoản của quý vị. Vì bao giờ đi tới đâu cũng thò cái tài khoản ra. Quý vị mới thấy rằng cái sự xuống cấp của những cái con này, nhưng mà nó vẫn phải ngụy trang. Son phấn thiệt đẹp kỳ này, con Hoàng Kim này, Hoàng Kim tài khoản này, công nhận nó, nó mà cái dê cái mặt nó cũng đẹp, không biết có xẻ áp áp. Tôi với cặp mắt của tôi thấy ai đẹp tôi khen quý vị. Hả? Bị gì sao? Chính vì nhờ cái đẹp ngoài ngoại hình đó mà cái đẹp trong tâm hồn nó không có mới là cái điều quan trọng. Người ta nó kêu là ông trời ông cho cái này bù cái kia, cái người mà kêu là xấu xí đó mà phải có cái tâm hồn đẹp đó thì trở nên đẹp. Còn cái người mà dù đẹp bằng ngoại hình đi chăng nữa, nhờ ma cái dê mời thẩm mỹ ha, thề hay là đi hút mỡ hay là căng da mặt cái gì thiếu gì. Quý vị thấy bây giờ là thôi có tiền làm đều đủ thứ hết trơn. Chỉ khi nào xui á thì gặp phải mà cái tay mà thẩm mỹ nó chưa có rành nghề mới ra nó làm việc thì xui quá, có thể bị xấu thêm, hoặc là có thể bị thất bại, hoặc là có thể bị tử vong mà do cái sự mà tay nghề quá tồi của cái thằng bác sĩ thẩm mỹ nào đó. Thì coi như là cái chị này Hoàng Kim tài khoản, quý vị biết làm sao không? Mặt mày của nó khá là đẹp, nó trang điểm nó cũng hài hòa, mặt nó thon nhỏ lại, chắc có lẽ cũng nhìn ăn nhìn uống hoặc là mới căng da mặt hay sao đó. Bây giờ là kỹ nghệ, bây giờ khỏi nói quý vị, kem kiết đồ nó thức lên rồi, khá lên liền. Thì cũng mừng cho cô ta, nhưng mà vẫn là cái bệnh nổ này nó có thể là đi theo cô ta qua 10 kiếp nữa vẫn còn nổ, quý vị, nổ quá trời nổ. Nói chuyện là mày tao chi tớ, rồi nói chuyện cái kiểu mà kêu là kẻ trên đó. Thành ra tôi nói quý vị nghe, tôi là người cũng bắt like. Hồi nhỏ tôi được học về cái chương trình mà văn chương của công đoàn tự lực quốc văn đoàn ở phía Bắc, Khái Hưng Nhất Linh à, thế này thứ khác lắm tôi biết. Trong cái văn của họ luôn luôn là thế, mà kể cả đó là ông nói cho mày biết, bà nói cho mày biết, mày với tao như thế, không kể ai lớn nhỏ. Còn cái người mà đã thấp rồi đó ha, trong cái thế mà kiểu là xa cơ thất thế đó, con cắn cỏ lại ông, con cắn cỏ lại bà, rồi mỗi một cái là bẩm ông, bẩm cụ a, bẩm bà a, bẩm nấu gì biết không? Vừa cung tay xá cuối mà còn vừa bẩm này bẩm kia. Miền Nam mình là dạ thưa, dạ thôi. Mặc dầu là cũng là một cái âm thanh, cũng là một cái động từ, nhưng mà thấy là cái chữ bổng này là kêu là nó là vua chúa, là quan quyền, còn giả là bình thường đó. Ở đây nó nói gì nghe phân tích cho gì văn chương về cái cách sống của hai miền. Thì mới thấy rằng cô ta nói rằng cô ta bây giờ là không cần gì hết, giờ lo làm ăn kiếm sống, thế thì cũng tốt. À, quý vị nghĩa là biết thức thời là tốt. Như con trăng khàn từ ở bên đây chạy qua bên kia để đi mang tắp dê vô để mà đi kêu là lau nhà lau cửa, thay vì nằm dài ở trên nhà trên giường đó, rồi mới là mở cái sưu tập của cái bộ nào mà kêu là thời trang mới nhất để cho mình tập, rồi bắt đầu bận vô mai vô bận vô rồi đi trong nhà đi biểu diễn, là mở kiến ra khắp nơi, dựng khắp nơi để xem cái tướng mình đi đẹp hay không đẹp. Rồi từ từ đó rồi song hành làm bà chủ mắm tôm, bún đậu. Người ta nói một câu như thế này nè quý vị: một đồng bỏ túi cũng là một chị lái buôn, cơm trắng cá ngon cũng là một con đi ở. Đó là áp dụng cho cái con trăng khàn đó. Đang là một nữ kêu là người mẫu, cũng có giá có tiếng phải không quý vị? Rồi á, là sau đó cũng là một bà chủ của một cái tiệm bún đậu, đồng ra đồng vô ha, tay kêu là gạo đông tiền phát đâu ra đó, dưới mình cũng vài cô giúp việc cũng ngon á quý vị. Rồi cái ai đó mà đưa vô tài khoản cô ta thì cô ta lấy cái chuyện mà xài hay chuyện nấu cơm từ thiện đó, cái chuyện cô ta quyết định, phải không? Thì người ta nói, ông bà nói một câu thế, nghĩa là cơm trắng cá ngon vẫn còn là một con đi ở, còn một đồng bỏ túi cũng là một chị lấy buôn đó.
Tức là bây giờ lấy một đồng bỏ túi đi chăng nữa mình cũng làm bà chủ. Còn bây giờ nó dù cho cơm trắng cá ngon bên Mỹ là mình cũng là một cái con đi ở. Người ta nói cái câu đó, ông bà nói không sai. Thành ra chọn là một chỉ lấy buôn hơn là một con đi ở. Nó mất cái tự do. Người ta có thể quở phạt mình những cái vô lý. Bà chủ shop hôm đó bà bực bội chuyện gì chồng con bà hay là khách khứa mà sao đó, quỵt nợ quỵt tiền như thế nào đó, thì quay qua rồi gặp người nào không đúng là quạt nát. Rồi ăn cơm này nọ cũng theo giờ theo giấc, muốn nghỉ thì phải xin phép. Trời ơi bây giờ đâu có phải mà quý vị biết không, đâu có giận chơi đó. Trời ơi hỡi cái là bị thất nghiệp, là cái chuyện bên Mỹ thất nghiệp là cái chuyện rất bình thường. Và coi như là phải làm để mới có ăn. Chứ còn ba cái welfare nó đâu còn nữa quý vị. Nó có mất từ lâu rồi. Kinh tế Mỹ bây giờ quý vị biết rồi. Thì mới trở lại vấn đề là những cái đứa mà nó hại cô Hằng, hay là nó nói nó chống cô Hằng quý vị. Cái kết cục của tụi nó là như thế. Còn cái con Hoàng Kim tài khoản này nè, từ là một nữ hoàng đầu tư ha, đeo mắt kiến quý vị, trí thức vô cùng, bận đồ rớp riết đồ ha, đi rồi vô rồi cả lớp đứng lên chào rồi vỗ tay này nọ, một lần phát biểu ra là rào ở dưới vỗ tay. Rồi đó là vút sao mà thay vì nữ hoàng đầu tư thì rốt cuộc có chữ nữ hoàng lừa đầu tư rồi mở ngoặc kép lừa đảo, bị thưa bị kiện văng cái ghế đó luôn. Bây giờ có thể là mở ra cái lớp đó nữa thì bảnh á, còn không còn dám mở cái lớp đó ra nữa vì sao, không còn ai tin cậy mình hết. Đâu quý vị thấy không, sống từ cái đỉnh cao mà nó đi xuống, rồi đi qua bán hàng online về mấy cái hộp sữa, đâu có gì xấu. Chính nói với quý vị nghe, không có gì xấu hết trơn. Bằng cái trái tim mình quyết quay đầu vô bờ, quay đầu là bờ, quý vị không có gì là xấu hết. Buôn bán làm ăn không có gì là xấu, miễn đừng có giật ha, đừng có giật người ta, đừng có cướp người ta, đừng lừa đảo người ta là được rồi. Nhưng rồi cũng không chịu yên, dựa vô cái drama của tỉnh thức bụng lai. Rồi giờ sao rồi? Hay không? Không cùng lý, cùng lý, cùng lời, đâu có còn cái gì mà nói. Nói đâu còn ai nghe cái chuyện tỉnh thức online, Lê Tùng Vân lôi ra mà nói hoài. Trời đất ơi, còn cái gì tác dụng nữa? Đó bây giờ nó năm thằng thợ cải, Lân, Miến, Mạnh, và anh gì đó rồi, còn thằng nữa tôi quên tên, đó rồi chạy mất tiêu ở trên tảng mát ở trên rồi. Đó, tiền thì cũng mất, mà bây giờ cái công ăn chuyện làm của mình, quý vị thấy chưa? Đấy là còn thêm luật sư mà kêu là hành lang nữa nha quý vị, ăn ké vô, chọt vô. Thay vì là ngồi để tư vấn pháp luật ha, bằng cái nghề của mình được học, cha mẹ cho tiền cho của đi học, đầu tư vô học để có một cái bằng. Nhưng mà tại sao không sống bằng cái cách đó mà lại đi bôi bác cái những cái tốt ở trong xã hội? Nó nghịch lý đó quý vị, nghịch lý. Thay vì mình là không biết luật, mình không biết gì, không biết đạo đức gì, mình nói bậy nó bạ, người ta cũng chăm trước. Đằng này mình có bằng cấp đàng hoàng mà sống rất là đáng thương. Thì đó là sinh nha, kêu là nhào vô trong cái vụ tỉnh thức bụng lai xong rồi thấy chán chê quá phải không? Rồi từ cái hộp sữa, cái giá trị hộp sữa cũng là, tôi thì không có xài sữa nhưng tôi độ nó cũng phải mấy trăm. Bây giờ đùng một cái giờ chuyển xuống, kêu là xuống cấp luôn, là bán nước hóa học của Thái Lan được sản xuất tại Việt Nam. Thì một cái thùng nó khoảng chừng 50-60, thôi tôi cho nó cao nhất cũng là 100, cao nhất là 100. Cái đó là để giặt, để mà cho nó thơm quần áo hay sao, tôi thấy để là hóa chất Thái Lan mà sản xuất tại Việt Nam. Là quý vị thấy nó hạ cấp thêm cái nữa so với cái hộp sữa. Giống hết rồi hả Kim Dung tài khoản? Hết rồi hả? Hoàng Kim tài khoản. Nó nói rằng hôm nay nó được coi bói tình tiền đầy đủ hết trơn. Ủa sao có tình trong đây ta? Vậy là bốn đứa con này là cũng là mẹ đơn thân hay là sao? Giờ con nay lớn chưa? Quý vị thấy không, cái chuyện vợ chồng là cái chuyện duyên nợ, không ai nói chuyện mà đời tư người ta. Nhưng mà nó đã đập cái trên mắt của mình và nó ở trên cộng đồng mạng, thành ra mình có một cái suy nghĩ rằng ủa, bốn đứa nhỏ này té ra là không ông xã hả? Thành ra cô ta đi coi bói là kêu là nói rằng năm nay là cô ta tình tiền đầy đủ hết. Cha chả. Vậy rồi bây giờ lại thêm một người nữa quý vị. Bên đây là kêu là Đinh Thị Lờ ha, Đinh Thị Lờ thì cũng không biết chồng ra làm sao, bốn đứa con đó giờ nuôi không được nó sao, đẩy xuống quê đó. Rồi ngoài kia thì có con Hoàng Kim tài khoản. Thì bây giờ nó quý vị thấy
trời đất ơi, giờ cũng là kêu là không biết thằng chồng là ai, bây giờ thích có nghe coi bói có tiền với có tình mừng quá. Vậy thì bây giờ có lẽ là coi bói ở đâu vậy, ở chùa Ba Vàng hay ở đâu? Tao chỉ chỗ nào mà linh linh nó chỉ cho cô Chính cái coi. Trời ơi, đó có gì thấy không? Cái sự mà gọi là cái gọi là nó không có đàm có quý, tức là không biết xấu hổ, không biết cái nào là cái cần nói, cái nào không cần nói. Rồi bảo rằng ai khen đẹp nó nào, cái câu này chết đấy, câu này chết, tức là khen đẹp là chết. Rồi mới thấy rằng cái tiến bộ của Ngô Hoàng Kim tài khoản là năm nay đó, lần này nó live stream nó không có thò cái tài khoản nó ra, nó tới 2 cái tài khoản lần. Và không có khoe rằng bỏ ra 100 triệu tiền YouTube để mà đi làm từ thiện. Trời ơi, xin lỗi quý vị. Tôi nói những người mà làm YouTube, tất cả mà 46 người hay là 50 gì mà con Đinh Thị Lờ nó hay đi tố cáo đó quý vị, thì thiệt ra không biết có tiền bạc làm sao, không biết. Mà có rồi người ta có làm từ thiện, người ta cũng âm thầm người ta làm, người ta giúp đỡ bà con hay bạn bè như thế nào, tôi nâng đỡ cái chuyện đó của người ta. Ít khi nào mà tôi mới thấy 46 YouTuber lên nói rằng tôi làm từ thiện cái này cái kia, không có đâu, rồi đưa tài khoản ra để mà kêu gọi đóng góp từ thiện. Rồi quý vị thấy. Rồi mà cái cô này đó thì khá một cái là không đưa cái tài khoản này, nhưng mà tức yếu là cô không còn đồng bạc nào đi làm từ thiện để mà nổ như người ta. Hả, cái vụ mà chuyến đi mà Sapa nó cũng như là cái chuyện mà con này nè, con Đinh Thị Lờ ở trong Nam nó nói rằng mẹ nó bệnh, nó không có cái hình ảnh nào hết. Dễ mà vô đóng kịch được mà, quý vị lên trên giường nằm đi, mượn bộ đồ bận đi rồi sau đó là cảm ơn với cô y tá, nói tôi đang diễn. Nhưng mà sợ bể cho nên không dám diễn, mà không diễn thì không có cái tấm hình nào để chụp hết. Còn ở ngoài kia thì sao, đi ra Sapa nó lạnh thấy mồ, phải không quý vị? Dễ gì, mặc dầu Hà Nội lên Sapa không xa lắm nhưng mà đều dễ gì mà đi. Mà mở tài khoản ra không ai cho ta phát hiện được cái bề trái của mình, nó thành nó đâm ra đâu có đi đâu. Không đi thì lấy gì có tấm hình để cho chúng ta xem. Những cái hình đó biết đâu là hình cũ năm Thìn Bảo Lục nào đó. Trời ơi, trên đời cái gì không có mà những quý vị, cái gì mà không có xảy ra. Có điều cái là lâu lắm rồi mới xuất hiện thì thành ra thôi Chính cũng mừng. Có đề tài thay đổi không khí để cho bà con mình, chứ còn nói hoài có con Đinh Thị Lờ này hoài nghe nó cũng ngán. Thì chung quy đi lại đó quý vị thấy rằng những cái người mà chống đối cho cô Hằng á, về cái ngoại hình á thì không đứa nào tệ. Con Trăng Khàng thì nó là người mẫu thì quý vị biết rồi đó, nó không tệ. Thì nhờ son phấn hết quý vị, nói chung con nào cũng son phấn hết trơn, make up, make keo, rồi căng da, căng thịt, sửa mũi, sửa mắt. Nhưng mà dù sao là ngoại hình không có tệ. Rồi con cái cô nhà báo và luật sư chúng ta là Đặng Thị Hằng Ni thì quý vị thấy cũng khá là bảnh. Bây giờ ở tù thì nó hơi sập sệ một chút, nó hơi xoàn xỉn một chút, chứ còn để về mai mốt mà trở ra là chắc cũng là đi tân trang lại, đi tút lại quý vị, chắc không đến nổi. Thấy cũng trí thức đó, đùng một cái để rồi đeo còng số 8. Rồi Phạm Thị Nga, từ là một diễn viên múa đương đại được giải thưởng quốc tế, tuổi thì còn trẻ nhưng mà cặp với mấy anh Tây, ngồi nói chuyện live stream mà lấy cái tay nâng nâng cái bộ ngực lên. Trời đất ơi, quý vị thấy đó, quý vị thấy kinh khủng chưa? Đấy thì Chính nhất nhớ nhắc tới đâu cho quý vị nghe tới đó. Thì bây giờ nó kêu là đi gạt người ta có 800 triệu thay vì ở ngoài, tử tế biết đâu về Việt Nam lãnh 2 tỷ của cô Hằng. Rồi khóa cái mồm mình lại, đừng có chửi bậy nữa là được rồi. Phải không quý vị? Cô Hằng cô nói là cô làm. Nói với Nhâm Hoàng Khang rằng đi tìm cho chị cái nickname mà kêu là Hồ Ngọc Thiên Hương hay là Vô Thường hay cái gì đó, rồi chị sẽ tặng cho 1 tỷ. Thì Nhâm Hoàng Khang nó cung ứng xong là Nhâm Hoàng Khang nó chỉ nhận 500 triệu thôi, đó là cái chuyện của nó. Chứ còn cô bằng lòng đưa cho nó 1 tỷ chuyển khoản liền. Đấy quý vị thấy. Thì nếu mà con Phạm Ngà này nè, bên ngoài đã múa cột hay là gì không biết, nhưng mà đeo đẳng theo cái mộng ước của mình là múa đương đại, thì theo như vậy là theo như vậy luôn đi. Đấy, nhưng mà cũng nhảy vào cuộc để kiếm mớ, muốn nổi tiếng, rồi muốn được kiếm mớ được cho ai đó mà cho đó, quý vị thích thành đô cũng thích. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ cho kỹ hơn, đừng
Thế là dù chửi cô oan ức như thế nào đi chăng nữa mà cô cũng đã mở lòng, cô nói ở về đây để chị cho 2 tỷ thì quý vị nghĩ coi. Cuộc đời của chính Tiền Giang làm gì có số tiền 2 tỷ thưa quý vị. À, nhưng mà thế đó, thì trong thời gian đó nó đem nó hấp tấp, nó đem nó về với quê hương của mình, ra miền Bắc. Những người mà có con bị mắc kẹt xì ke ma tí hay là đánh bài đánh bạc gì đó, bị giam, rồi thì chị ta mới dở cái trò nói là tôi quen biết công an, công yết để đi dụ, để đi mà lừa đảo có 800 triệu thôi hè. Phải mà đừng có làm cái chuyện bỉ ổi tồi bậy đó đó. Vì sao đi chửi mướn mà lại không được tiền, thì bây giờ đi làm cái chuyện đó đi kiếm thêm để cho thỏa mãn cái ăn xài. Nhưng mà đừng có làm như thế thì được cô kêu về cái là lấy 2 tỷ tao khỏe quá. Đâu có dướng vô cái tù tội quý vị, làm ảnh hưởng cho danh dự của cha mẹ của mình. Quý vị thấy chưa? À, trong thời gian cô kêu nó về lãnh 2 tỷ thì cái đầu trọc lóc đang ở trong chùa ở cái chỗ huyện Thanh Oai ở ngoài Bắc. Rồi ngày hôm đó làm sao mà đi làm sao, chắc lẽ nón nó bị bay bật ra làm sao, tôi nhìn cái mặt à, trời ơi cũng Phạm Nga nè, trời ơi cũng Phạm Nga nè, thế là bị bắt. Nó bị bắt đâu phải vì cái tội chửi cô Hằng đâu, đâu 331 đâu, mà cái tội được kêu là lừa đảo 800 triệu của người ta. Đấy quý vị thấy chưa? Đó, cái từng đứa một, từng đứa một. Rồi bây giờ á, trong Nam thì con Đinh Thị Lờ thì mình nói quá nhiều rồi phải không quý vị? À, cũng đường đường cũng là một luật sư tương lai. Ngày xưa lúc ban đầu á, kêu là bắt thiết sang bắt hoàng nằm họ, nghĩa là nhận chú Dũng cho cô Hằng là bạn của mình. Nhưng mà có thể là nó ước mơ nó làm bạn cũ đó chứ không phải không đâu. Nó ước mơ là kêu là gần gũi ông Dũng đó chứ không phải là không có đâu quý vị. Cho nên nó mở lời nó nói như vậy đấy. Là trong tâm cô nói, nhưng mà không ngờ là cô Hằng không đối hoài, chú Dũng không ngó tới. À, quý vị, rồi đâm ra rồi cái thù là một, cái thứ hai nữa là ghen ăn tức ở, rồi cái thứ ba nữa là bị thuê mướn. Thấy không? Thuê mướn bằng cái đường dây nào nó không biết, rồi ăn từ 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 từ. À, thế lực cũng có mà tiền cũng có. Sung sướng quá, chửi quá rồi nó đâm ra thành quen. À, nó bắt đầu bây giờ là không chửi không được. Và cái chiến này là cái chiến cuối cùng, phải làm cho dữ lên, nghĩa là dùng lên thiệt là mạnh đó, để cho nó đèn dầu gần tắt rồi đó. Để dùng lên. Chiến này mà được không được là coi như mẹ con biết đi đâu ở đó quý. Cấp này là coi như là quyết tử. Mà không biết trên tòa nhìn nó với cặp mắt như thế nào thì nó hy vọng á. Chú vậy thấy nó đi thăm cái vườn chuối đó không? Trời ơi, mặt hớn hở quá, chị thấy nó tươi không? Trời tươi quá trời luôn. Đó là tràn trề hy vọng nó, bởi tôi nói quý vị nghe, nó biết mẹ nó bệnh mấy cây thì không biết. Nhưng mà nó nhồi nhét cho mẹ nó, mà mẹ nó thì cũng khổ quá quý vị. Người đàn bà lụy con. Chính đã gặp rất nhiều người phụ nữ mà lụy con đó quý vị, nghĩa là con nó nói cái gì cũng nghe hết trơn. Con nó nói cái gì cũng nghe. Chính nó nói kể quý vị nghe cái bà dì của chính ở dưới quê, bà dì Út á. Bà có đứa con gái đầu. Trời đất ơi, nó sai bả mà kêu là săn sóc cái đứa con mà nó mới sanh, mà nó làm bả còn thua cả con ô sinh. Tôi phải lên tiếng đó quý vị. Cưng lắm, cưng lắm. Rồi cái cuộc đời của cái con nhỏ đó cũng bằng tuổi tôi đó nha. Cái con gái đầu của bà dì Út của tôi là bằng tuổi tôi là gái Út của ba tôi đó, của má tôi đó. Thì bà dì Út này á, bà cưng nó đến mức độ mà bà bỏ rơi cái đứa thứ nhì và cái đứa thứ ba bà bỏ rơi. Cái con nhất là cái con thứ nhì đó, đi ra ngoài ruộng làm, nghĩa là chân cẳng mà sắn quần sắn lên trên bẹn luôn, nghĩa là lúc nào cũng dơ bẩn, trong người dơ bẩn. Bà không quan tâm mà bà la bà rầy. Thì bà mắc nợ bà phải trả vào cho có cái con đầu. Thì quý vị mới biết rằng có nhiều người mẹ lụy con. Thì cái bà bác, cái bà chị này nè, tôi dám bảo đảm với quý vị, bà một cái tiếng con kia nó hét là bà hết hồn hết vía. Mà nếu cần nữa thì nó ca cái bài cổ úa một cái là thôi, thôi tao lại mày, giờ mày muốn cái gì? Tôi đi người Bắc đó quý vị, bà Nguyễn Khuyến hình như người Bắc đó. Mày muốn cái gì mày nói mẹ, mày làm cho ha, chứ mày hát tao chịu không nổi đâu. Có cái bệnh lớn tuổi rồi, cao huyết áp ai cũng có cao một tí quý vị ơi. Ha, thì thành ra đó là nó nhét trong đầu bà bao nhiêu chuyện, sắp sửa có tiền rồi mẹ. Ha, mình thanh toán cái vấn đề nhà cửa mình để mình muốn tiếp ở đây, mình ngon lành quá. Người ta nhìn vô cái tưởng là nhà mình thôi. Chỉ có cái đám ăn ti với con nó theo, nó ủng hộ cô Hằng là nó biết mình nhà thuê.
Chứ thật ra cái nhìn vô là biết mình là nhà thật của mình mới chết như vậy. Đó, thì thế là quý vị biết. Đó là cả hai ba vấn đề rồi. Bây giờ cái con ngoài Bắc đó, tao nói cho mày nghe nha, Hoàng Kim tài khoản. Mày có bảnh á, mày vỗ ngực, mày xin với fan của mày đó. Tao là từng là con, kêu là tình báo kinh tế, hay là tao là con một kêu là gì đó, mấy không? Gián điệp kinh tế. Cái loại người của mày nó hèn hạ cũng cỡ như con Đinh Thị L ở trong đây nè. Con Đinh Thị L nó nhận nó là bạn bè với chú Dũng cô Hằng. Rồi nó nhận là nó là con cháu ông Lê Khả Phiêu chưa chắc bao nhiêu quý vị. Rồi nó nhận nó là bà Năm Thu, ông Hồng Anh gì đó, những người này người ta đã về hưu hết trơn rồi. Nhận quơ, nhận quào vô ha. Còn mày bây giờ tao nếu nói chuyện tới mày cho nó chặt chẽ giờ thấm bài nói tôi nói chặt chẽ giờ con nhỏ này cho quý vị nghe. Mày có nhận mày là một cái con, nghĩa là tao dùng cái từ tao nói hơi nặng á. Mày ôm cô Hằng, mày nói rằng em ủng hộ cô Hằng. Có phải như vậy không? Vậy thì mày nghĩ là cái con người mày thế nào? Cái con người của mày nó bao nhiêu mặt? Mày với con Đinh Thị L ở trong đây đó. Là tụi bay có một sách một y chang, tụi bay chung một cái dòng, cái dòng máu này, người ta nói dòng máu anh hùng, tụi bay là dòng máu lừa đảo, dòng máu kiểu là phản trách. Ha? Ai mượn mà vô ủng hộ cô Hằng? Mày vô mày ôm cô Hằng, mày đi theo cái bà Mi Sinh Thiện, mày đi theo cái cô Kim Ngân ở Nha Trang. Mày cặp kè mấy người này để mày có cái cơ hội mày tiếp cận với cô Hằng. Rồi mày ôm cô Hằng, mày hung gió cô Hằng, mày nói rằng em ủng hộ chị. Con nào nói câu đó? Mày là cái lỗi mày đó, tao thật mày đó nha. Cái cuộc đời của mày từ cái chức nữ hoàng đầu tư của mày á, ha, nổ ha, vừa nổ mà vừa lừa đảo mà mày còn gian trá nữa. Mày từ miền Bắc mày chạy vô miền Nam rồi mày tiếp cận với những người nổi tiếng như là Mi Sinh Thịnh là một năm, Mi Sinh Thiện. Trời ơi. Rồi á, cô Kim Ngân cũng là một cái người giàu có ở ngoài Nha Trang, cũng là một cái người đại gia ngoài đó. Rồi hai người này cũng nổi bật trong cái nhóm mà ái mộ cô hôm đó, ngồi dân chúng ngồi đông lắm. Mày lại mày lợi dụng hai cái người này cũng có tiếng ở trên YouTube. Thế là mày cặp với kè vô là để mày có cơ hội mày tiếp cận với cô và cái mưu đồ của mày đó. Chờ cái ngày cô khai trương mấy cái găng đó để cho mày được có một cái hộp, hộp găng. Rồi về đó cái kịch bản thằng nào nó bày ra cho mày đó để cho mày lên mày xé cái găng trên cộng đồng mạng. Những cái điều này làm sao mày qua mặt được tao? Tao già thiệt đó, tao cũng không có phải là tao rành bấy cái vấn đề mà ma mảnh trong vấn đề kinh tế đó. Tao không rành lắm đâu. Nhưng mà tao hỏi rằng tao có phải là mày điên? Đâu phải là mày khùng hay là mày bị giật điện hay là gì nọ đâu mà mày lên ngày hôm đó mày làm thinh. Mày không có làm cá, làm thịt, mày không dọn dẹp vệ sinh, mày không cắm hoa, mày không có gì hết. Tự nhiên sao mày cầm cái găng mày xé? Có phải như vậy không? Cái con người của mày, cái tư cách đạo đức của mày, tao không hiểu tại sao tụi bay có con cái, bởi vì tại sao không thằng đàn ông nào ở gần tụi bay là như thế đó mà. Tôi nói thẳng với quý vị luôn mà. Cái gọi là cái con Hoàng Kim mà tôi là tài khoản đó quý vị. Bây giờ tụi bay ngon, tụi bay làm sao, tụi bay mua chuột như thế nào để gỡ những cái từ ra là nữ hoàng đầu tư lừa đảo đó. Trời, cái chữ nó bự chà bá luôn quý vị. Và những cái hình ảnh của nó ha, nó đưa tay nó chào học viên của nó nha. Trời ơi, lúc đó là vẽ cô ra phết luôn, đem mắt kính cận đàng hoàng. Có cận thiệt không? Tụi bay nghĩa là một lũ với nhau, ma dương với nhau hết. Con ma đầu ma dương, tụi bay là ma đầu ma dương. Bởi tôi mới nói quý vị nghe đó. Cái cuộc đời đó thiệt ra mà nếu mà ai cũng làm tốt mà làm phải hết thì cuộc đời chắc cũng không còn thú vị đâu quý vị. Nhưng mà chỉ có một cái là nhiều quá. Phải không quý vị? Đất nước nào cũng có tham nhũng, đất nước nào cũng có đố kỵ chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái cộng đồng mạng của chúng ta mới thấy rằng nó nhiều hơn của người ta nhiều quá quý vị. Tôi nhiều khi tôi muốn nói rằng tôi muốn nhìn cái mạng xã hội để biết cái bên Lào ra làm sao, Campuchia thế nào, hay là mấy cái nước Indo, Philippines, dân. Thì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe cái chuyện mà một hoa hậu thì trác tán vui chơi làm sao là bị chết, dân. Nhưng mà thật ra đó, có những cái quý vị biết không, xài thuốc quá liều hay là để cho lạnh nó bị trúng gió, trúng độc thì nhiều cái. Nhưng mà những cái chuyện ở trên mạng xã hội của chúng ta nó kinh tởm hơn nhiều.
Nghĩa là từ cái cả mà Otis de Leo là một cái, là một cái nghề mà kêu là cái nghề thượng đẳng trong xã hội. Tuy rằng không phải là trí thức như là nhà giáo, nhà y ha, nhưng ít ra nó là một cái nghề mà kêu là tiền rất là cao ha, và được một cái sự trân trọng nhất định ở trong xã hội. Cái nghề Otis de Leo của chế độ cũ chị chưa biết đâu bận áo dài màu xanh, chứ không có phải mà rớt riết là của Tây Phương quý vị. Còn Việt Nam mình là cái đầu á, quý vị biết không, đằng sau đó cho rất là người Việt Nam nha, không có uốn tóc mà cái cao cái thấp rồi cắt tém gì đâu, không có, mà toàn là đằng sau có một cái búi đằng sau và có cái lưới đằng sau. Tôi nhớ mãi ở trong hình chụp đó quý vị, tôi chưa đi máy bay lần nào, và tôi đi lên mà có rước người thì cũng chưa thấy người bận áo mà dài mà đi ra. Thời sau đó là thời giải phóng xong rồi đó, thì có em nó đi nước ngoài về, sau khi mà Đức mở cửa rồi đó, thì khi rước đó thì tôi cũng không được nhìn thấy Otis de Leo nó đi ra như thế nào. Otis de Leo là tiếp viên hàng không đó quý vị, nên nói theo tiếng Tây đó. Thì quý vị biết không, ngày xưa nó tiêu chuẩn đàn ông cao bao nhiêu mà không được cận thị ha, bảnh tẻn, nghĩa là ngoại hình là phải là xuyệt á, không phải là nam dương nhưng mà phải là xuyệt, không có đi thi mà đàn ông đẹp á. Còn phụ nữ không phải là hoa hậu, không cần phải là ba dòng chuẩn thì chuẩn, nhưng mà nhìn vô là phải nói là đó là đẹp. Và cái vấn đề mà nghe đó, ăn nằm dưới phi công hay là đi dưới đại gia để mà bán thân này nọ lung tung rồi xì ke ma túy, tuyệt nhiên không có. Tôi lấy cái danh dự của tôi ra tôi nói với quý vị điều đó. Vì khi giải phóng vô tôi cũng được 22 tuổi mà quý vị, bề nào là tôi cũng hiểu được cái chế độ cũ nó như thế nào. Mặc dầu mình không có đi đi đâu, di chuyển đi đâu bằng phi cơ. Ở tôi thì tàu thủy cũng không có, nhưng mà ghe xuồng thì tôi khỏi nói luôn. Rồi xe lửa thì có đi một lần đó. Còn cái tàu thủy là một, và cái phi cơ là tôi chưa được hân hạnh dự vô những cái phương tiện mà giao thông cao cấp đó. Đó là xe kêu là điện ngầm này nọ vân vân cũng không có luôn. Thì thưa với bà con mình, sống ở chế độ nào tôi cũng có những cái ký ức về cái chế độ đó chứ. 22 tuổi tôi đủ nhận xét rồi. Hình ảnh mà Bác Hồ được hay là hình ảnh của cô Nguyễn Thị Bình này nọ, nó lâu lâu hiện trên mạng xã hội mà cái trên tờ báo bự lắm quý vị, đuốc nhà Nam trắng đen đồ ha, tinh sáng tinh sớm. Rồi là báo Sài Gòn. Đó, rồi coi như là cái tên hồi trưa tuổi trẻ thanh niên gì nó, cái tên của nhà báo lúc trước thì bây giờ nó cũng giống giống vậy, nhưng mà không có đút nhà Nam và không có trắng đen thôi. Thì ngày xưa cũng là tự do ngôn luận, nhưng mà nói xong rồi cũng bị ốp đó chứ, cũng bị kè đó chứ, đâu có hay không đâu. Thành ra có những cái bài phóng sự mà nói về lấy ruột gan của người Mỹ đó, tấm tác như thế nào, rửa rái thế nào, và cái công đoạn nào đặt trong tủ lạnh để đưa về cho cha mẹ của người ta bên Mỹ đó quý vị. Mình coi cái phóng sự đó xong đó ha, mình thấy thương tất cả. Vì đâu nên nổi. Hồi đó kêu là người Mỹ cũng bị gạt mà, lính Mỹ cũng bị gạt mà ha? Chính phủ nói rằng đi qua đánh giặc này là đánh Việt Cộng này là tàu vũ đang lan tràn trên thế giới này phải dẹp nha. Thì đi qua Việt Nam đánh, mà nó nghĩ rằng là, nó không nghĩ rằng nó khi nó giết người đến như mức độ như vậy, nó đột khùng điên hết trơn. Rồi vợ con nó bên kia là mẹ cha nó biểu tình đó, không nhờ cái áp lực biểu tình của những thê tử mà, hay là mẹ cha thân mẫu thân phụ ở bên Mỹ đó ha. Thì ngày nay là Mỹ nó bỏ bom miền Bắc tan bành xi đách luôn, đây là nó thật luôn mà. Nhờ cái người công dân Mỹ cấp tiến và những người yêu hòa bình và những người thấy con em, thấy chồng mình, những người yêu mình chết một cách quá là vô lý, và đồng thời nữa là về là điên khùng, rồi mắc cái vụ mà chất độc da cam này, một số cũng bị mắc chứ không đâu. Nó không biết, nó lấy cái nước mà chứa trong cái thùng phi mà chất độc da cam, nó đem nó múc nó tắt, da nó nổi sần lên hết trơn. Rồi bệnh điên bệnh khùng gì, nó chơi ma túy để chi nó quên những cái sự mà nó khủng khiếp thực tế của cuộc chiến này. Thì đó là quý vị thấy còn không, ở dân Việt Nam chúng ta đánh với nhau, và bắt đầu Mỹ nó rút đi là Việt Nam đánh Việt Nam, để nó không bồi thường chiến tranh, kể cả thằng Pháp và thằng Mỹ. Nó làm ra chuyện xong rồi nó kêu là bỏ của chạy lấy người. Bữa nào tôi sẽ nói về quý vị, thằng Pháp nó kêu là nó mòn rót, nó ăn cướp ở trên đất nước chúng ta, cái
cái khoáng sản trên đất nước chúng ta như thế nào. Tôi đang nghiên cứu cái đó. Là đất nước chúng ta nghèo, từ nghèo tới khổ. Vừa là cống thần cho thằng phương Bắc suốt bao nhiêu triều vua, rồi khi mà 1858 đổ đi là bắt đầu bước qua Anh Tây này á, thì chúng ta không có đi triều cống, nhưng mà chúng ta bị nó cướp, thằng Pháp nó cướp trên đất nước của chúng ta. Sau đó Điện Biên Phủ của thằng Mỹ nhảy vô để giải dây cho thằng Pháp về, đem ông Thiệu, ông Diệm về đó. Thành ra là đất nước chúng ta từng trang lịch sử là từng trang máu, từng trang lịch sử là từng cái trang mà kêu là xương thịt đánh đổi, nào quý vị biết. Thành ra bây giờ mới sản sinh ra những cái con nữ yêu này nè, là có thể là nó từ những cái quan hồn uổng tử nó chết, nó đầu thai lên chưa có kịp được thanh lọc, chưa được ai cúng 49 ngày, chưa được ai rửa tội làm sao. Thành ra cái đầu óc của nó không còn là bình thường. Tôi hỏi quý vị động cơ nào nó ghét cô Hằng đó quý vị? Là cái con Hoàng Kim tài khoản này nó từ miền Bắc nó vô, nó cặp theo cái bà Mi Sinh Thiện, rồi nó cặp theo cái cô Kim Ngân đó, để nó coi như là nó mấy người đẹp mà nó kiếm người đẹp nó chơi, mà kiếm người có giàu có của nó chơi, để chi nó tạo cho nó có một cái lớp vỏ, thấy không? Mà cô Hằng thì đâu phải là cô lựa cái người nào giàu mà cô ôm này nọ đâu. Bà con của mình quý vị nhìn lại đi, toàn là người nghèo không, người bình dân nào không. Thì nó làm một cái điểm như vậy để cho nó tạo một cái sự nổi bật, nó có cái lý do chính đáng để tiếp cận cho cô Hằng. Nó lên cô Hằng ngồi trên cao, nó từ ở dưới cái ghế ngồi nó lên, nó là nó ôm cô Hằng, nó hung gió cô Hằng, xong nó đi xuống mà cái mặt nó cười cười, nó nhích nhích. Tôi nói là cái con này nó cũng ba đầu rồi. Rồi làm sao nữa? Để có một cái cớ để rồi khi cô mà mở ra cái găng tay mà nó đều có một cái bài bản ở trên. Bởi vì sao nó có cái chi vô ở trong đó, ở đâu đó. Nó bắt được là, nó bắt mạch được là cô Hằng sẽ khai trương cái găng tay. Thành ra là bây giờ làm sao để có thâm nhập vô, lấy cái găng, một cái hộp găng để là cứ gọi là quà biếu, để có cái cớ vậy. Chứ bây giờ nó không có mặt thì nó xé cái găng màu xanh đó thì để nó làm gì, thấy không? Mà đây là khó làm sao mà lý giải được. Bây giờ nó lên trên một cái TikTok, nó không nói không rằng, một cái TikTok khoảng chừng 7 phút tôi độ như vậy, nó lên nó là nó kéo kéo kéo, nó gịch một cái rồi rách cái tẹt ngon lành luôn. Mà tôi đã nói quý vị, cái găng đó là tôi đã từng có quý vị, tôi phải mang hai cái vô đó để không nó bị nứt bất tử, săn sóc cho bà chị nó bất tiện. Thành ra là tôi phải đeo hai cái, rồi về sau nó cứ chùm nhẹp tôi bực. Thôi tôi đem về tôi làm giường luôn, tôi đeo 5-6 cái đi, tôi đụng vô đất, vô cát, tôi thấy mấy con trùng á, tôi đỡ sợ. Tôi đã nói quý vị hết mấy bài về cái con Hoàng Kim tài khoản này nè. Một cái loại người đó phải là nó dơ bình thường quý vị. Tức là nói tôi nói mà sự thật là bất đắc dĩ. Son phấn cho nhiều vào, căng da căng thịt, sửa mắt sửa mũi cho nhiều vào. Nhưng mà cái tâm hồn của mày đó, để rồi sau này rồi tụi bay sẽ thấy rằng tụi bay không có đủ nước mắt để mà khóc. Con của mình hay là nói chung là bây giờ tao nghe nói mày có tình phải không? Ừ. Thôi kệ, đứa nào có được mừng cho đứa đó đi, đỡ cô đơn quý vị. Nó có đàn ông cho nó đỡ khùng quý vị ơi, tôi nói thiệt luôn đó. Đây là nói thiệt đó quý vị, có nhiều cái con nó không có sống được một mình được. Nó có đàn ông cho nó đỡ khùng ha. Vì sao nó bận biểu nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa, săn sóc chồng con thì nó cũng đỡ được một phần nào, nó làm quấy trên xã hội. Chứ thiệt ra tôi nói quý vị nghe đó, đời sống ai cũng có nhu cầu hạnh phúc cho mình, cũng biết một cái đẹp cái hay. Bây giờ đó, bây giờ ai chống phá vô công ăn chuyện làm của mình, quý vị có thể nói rằng quý vị chết sống với họ. Còn không là quý vị rất là buồn, rất là tủi thân. Mình cô đơn quá, sao mà còn chống phá mình nữa. Bán xôi, bán chè đây nè, kiếm từng đồng từng cắt, mà nay là công an đuổi mốt, dẹp lòng lề đường dân dân. Mình tủi thân rồi. Mà bây giờ một cái công ăn chuyện làm của người ta, ngoài cái vấn đề người ta làm từ thiện ra, thì người ta làm cái đó để người ta gửi đi bán cho nước ngoài. Rồi người ta đem cái tiền đó về thì người ta lại bắt đầu ta có xây dòng vốn để người ta làm chuyện khác. Tôi hỏi quý vị động cơ nào mà nó ghét cô Hằng? Phải có là một đường dây chống phá. Khi cô Hằng Linh mà tố cáo thằng Võ Hoàng Yên, nếu một cách nào quý vị nhìn là có nó chống phá cái đường dây làm ăn của thằng Võ Hoàng Yên ư? Thằng Võ Hoàng Yên nó làm ăn và cái chuyện làm ăn của cô Hằng chú Dũng, quý vị thấy cái nào là làm ăn? Chúng ta phải phân biệt cái nào là làm ăn. Làm ăn là làm ăn lương thiện,
bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng công sức của mình, bằng của cải của mình. Để rồi sau đó mình trang trải cho rằng mình không làm từ thiện đi chăng nữa, mình cũng không phá đám ai và mình không hại ai hết mới gọi là làm ăn. Còn bây giờ chúng ta làm đồ giả, đồ dởm, chúng ta cho tẩm cái này tẩm cái kia vô, hoặc là chúng ta bơm vô con heo nước hay là thuốc, hay là chúng ta cho cá thuốc cho nó mập bự lên, hay là chúng ta phun xịt trên cái trái cây để cho nó mập bự lên. Tất cả những cái đó là sự gian dối, không gọi là làm ăn, thưa quý vị. Trốn thuế, rửa tiền, mafia, tất cả cái đó đâu gọi là làm ăn phi pháp. Thì bây giờ cái công việc của chú trong cái vấn đề này đó, mấy cô chú xuất xưởng những cái găng tay đó. Quý vị đang nghe một cái video nào lớn nhỏ là nước ngoài gửi về cho khu vực Đại Nam những cái thùng găng tay Glover of kêu là Đại Nam. Quý vị có thấy chưa? Có nghe một cái tin báo từ những cái tờ báo cảm tình hay là không cảm tình cho cô Hằng? Quý vị đọc tin tất cả hoặc là trên mạng xã hội, quý vị có nghe được một cái tin nào mà những cái găng tay của khu vực Đại Nam người ta trả về từ cái nước ABC nào trên thế giới, 200+ quốc gia? Thì cô không biết là cô đưa tới quốc gia nào, nhưng mà quý vị có nghe bất kỳ một cái tin nói rằng những cái glover, những cái găng tay của Đại Nam bị trả về vì thiếu chất lượng hay không? Thành ra là nếu cho cùng mà nghe nó, cái con hoàng kim tài khoản này nó có thể nó xé 10 cái găng á. Đối với cô cũng chẳng có làm nghĩa lý gì. Quan trọng là cô đâu có xài trong nước. Mỗi một người YouTuber lên là bạn thân thương của cô, thân ái tặng cho một người một hộp để về nhà sửa, như là chùi toilet hay là lau nhà hay là làm một cái gì nữa mà sợ dơ tay thì chúng ta mang vô. Còn nếu qua giai đoạn hấp, người ta để trong xăng, người ta hấp, người ta dán một cái băng keo để biết độ nó là bao nhiêu nha quý vị. Chính đã từng làm cái công việc này trong bệnh viện Chợ Rẫy. Cái khu mổ của Chợ Rẫy là coi như tối tân nhất, nhất miền Nam của chúng ta. Thì đã từng muối găng, tôi gọi là muối găng, tức là sóc găng lên dưới cái phấn tan. Sau đó mới lộn trở lại một cái bề khác, nó cũng sóc găng lên một lần nữa. Và đút nó vào trong một cái miếng vải mà được may giống như là cái túi vậy đó quý vị. Hai bên, để cho một bên là tay phải, bên tay trái. Rồi sau đó ụp lại với nhau và chồng lên nhau để gói, để rồi sau đó ở bên ngoài có một cái xăng lớn gói, cái khăn lớn đó quý vị bỏ vô. Gói xong rồi mới ở ngoài dán một miếng băng keo. Thì khi chúng ta hấp là hấp hơi nóng ướt. Nó có hai loại hấp để mà tiệt trùng. Một cái là hơi nóng khô và một cái là hơi nóng ướt. Thì cái loại găng này là phải xài cái gọi là, hoặc là áo mà áo tròn, áo này, áo nọ và xăng để mà lót cho bệnh nhân để mổ đó. Cái gì bằng vải, bằng nhựa thì là hơi nóng ướt. Còn cái nào bằng inox, sắt, nhôm thì người ta gọi là hơi nóng khô. Thì bây giờ cái trường hợp đó quý vị biết là sao? Ở trên Chợ Rẫy đó, chúng tôi đã từng làm bông băng gòn gạt với găng đó quý vị, xếp như thế nào và cái quy chế nó phải làm sao. Cái nào mà chưa hấp, người ta mở cái nắp lên là mấy cái hộp gòn đó quý vị, cơm rét người ta mở cái nắp lên biết đó nó chưa hấp. Rồi cái nào hấp rồi đó thì có một cái băng đi ngang, cái băng mà garanti đó quý vị, nào nó cho biết rằng đã hấp rồi mà nó phải hiện lên ba cái màu, phải là nó đổi màu mới được. Là cái đó là một cái loại mà băng keo nó đặc biệt lắm. Khi mà nó đủ độ nó hiện ra ba cái lằn đỏ, ba cái lằn màu đen, đen xì luôn. Còn nếu không thì ba cái lằn nó lợt nhắt. Mà khi hấp đủ độ thì ba cái lằn nó hiện lên ba cái lằn đỏ, đen thì đen luôn. Để cho chúng ta biết rằng nó đủ độ rồi. Đó là cái cách để mà biết rằng cái đồ này đã thực sự vô trùng, không có cái gì trong đó nữa, kể cả bào tử vi trùng, siêu vi trùng luôn. Đó là cái cách tối tân cái lò hấp mà nước ngoài nó chúng ta nhập vào đó quý vị. Và chính Tiền Giang đã từng học từng chút một cách mà trải một tấm ra mổ như thế nào. Cái tấm ra mà chúng ta đắp, chúng ta trải dài gia đình thường của chúng ta, chúng ta gặp tầm hai. Nhưng mà riêng mà cái tấm ra để mà xài trong phòng mổ á, thì nó gấp bằng cách, nó gấp tầm tư nha quý vị. Trời ơi, nói ra quý vị biết không, học từng cái động tác, đưa găng cho bác sĩ, đưa như cách nào, bên tay trái ta phải đưa như thế nào để cho người ta đeo, không bị lộn và không mất thời giờ của bệnh nhân. Vì vậy bệnh nhân nó đã đánh thuốc mê rồi, bây giờ để nó lâu quá mới mổ thì nó cả một vấn đề chứ không giỡn. Đang mổ nửa chừng nó nên nó tỉnh lại, nó bắt đầu nó đau, nó quơ, trời nó cho mà chết luôn, mà cho bỏ chạy nữa chứ đừng có nói. Phải làm sao mà canh cái lượng thuốc mê như thế nào.
Nếu đánh mê mà lố quá thì nó bị suy hô hấp, hay là nó bị vấn đề mà hôn mê não luôn, cho mà chết luôn. Thành ra tất cả đều là phải học học, học kinh khủng luôn. Và cái mạng người của mình mà lên trên phòng mẫu rồi là giao cho bác sĩ mẫu, giao cho gây mê, giao cho tất cả luôn. Đụng vô một cái mạch máu mà không biết cách nào mà cầm, không biết cách nào mà hút, không biết cách nào mà chận lại để kịp mai thời mai nó điện. Trời ơi, nó chảy máu riết rồi, máu mà không kịp lên một cái là thôi là xong. Hô hấp tuần hoàn là coi như ngừng lại hết. Bệnh nhân chết trên giường mổ. Quý vị hiểu chưa? Nó nhiều vấn đề lắm, chúng ta ăn ở vừa vừa thôi quý vị. Cái miệng của chúng ta, cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó ác vừa vừa thôi. Thấy không? Xấu cũng vừa vừa thôi, để cho, để đức cho con cháu của mình. Đời của mình có thể vượt qua được do cái âm đức nhiều cái kiếp trước nữa. Nhưng mà còn con cháu của mình, mình chửi người ta cho cố, mình nói người ta cho giữ vô. Ha? Người ta làm cái chuyện phải mà. Đem hại người ta, đem lấy cái găng màu xanh ra xé. Đứng về mặt pháp luật, ai nói, ôi con mẹ này nó một rồi nó khùng. Nó điên, nó tưng tửng, nó mách mách, nó đem nó cầm cái găng nó xé. Nhưng mà về cái mặt khác, là người ta sâu chuỗi vấn đề đó là nó đã từng có mặt ở trong cái bữa mà cô khai trương. Đó, đồ tặng đó là người nào cũng có hết. Đó, ông sơn xào, bánh mì đây, đời lữ thứ. Ha? Thanh nguyền, thanh gì đó, là trai đồng bằng, gì trời, lý lắc gì đó. Ai cũng có một hộp đem về để mà kết tình thân thương của cô. Cái lúc bấy giờ là như thế. Đó, có nói hối lộ không? Hối lộ như đó, hối lộ là cái ba cái hộp găng đó đó. Là cô tặng giống như là cũng giống như là thân mật với nhau. Như quý vị biết mà một cái ngày nào chúng ta khai trương, chúng ta hay mời người này tới đó. Bán giá thiệt rẻ luôn. Để làm chi biết không? Nó là cái ngày khai trương mà khuyến mãi. Cách đây ở nhà tôi có một căn, nó kêu là bán bánh lăng hả? Rồi sao nó cho thuê mặt bằng bán cà phê mà nó thấy cũng chưa đủ ăn. Nó quất thêm, nó làm thêm cái hamburger. Thì cái ngày mà nó mở, nó khai trương hamburger mà tôi tưởng đâu là cái gì quý vị. Trời ơi, tôi thấy sao mà người quá trời người luôn. Tôi nói ủa, cái gì mà sao mà giữa thần vậy, té ra là khai trương hamburger. Nhưng mà qua ngày hôm sau vắng, không còn một người nào, là không biết tại sao, mình cũng không hiểu. Có biết có còn bán hay không, không hiểu. Thì bao giờ một cái tiệm nào mà khai trương đó, người ta cũng vậy hết trơn. Bán, nhất là buôn bán. Thì cái ngày hôm đó người ta bán rất là rẻ để chi? Là cái ngày giống như chiêu đãi, khuyến mãi khai trương, lấy hên nữa. Thì cô cũng vậy. Cô để cho các bạn xài, để cho các bạn cũng làm quảng cáo dùm cho cô. Nó để chuyện gì chứ thiệt là cô đem ra nước ngoài. Khổ lắm, nói mãi. Chứ còn tôi quất thêm một cái găng dưới, tôi để chữ là Đại Nam. Đó, một cái dấu ngay cái cổ tay của gì. Nó có một cái giống như cái dấu ấn mà nó nổi lên, nó gồ lên, nó nổi lên. Để mang vô. Nhưng mà chỉ sợ rằng như thế này nè, trong cái đồ mổ á, quý vị biết cái nào cũng phải thẳng. Thành ra cái vách tường nó không được dán những cái loại mà gạch mà nó có ô như là bên bình dân cũ đó quý vị. Đó là sai. Vì mỗi một cái đằng mà coi là cái có cái ô á, nó có cái điểm nối với nhau. Nó gọi là phải chạy ron á. Thì cái chỗ đó có khả năng vi trùng nó ẩn núp ở trong đó. Anh đã vệ sinh cái phòng là người ta sẽ bị kẹt. Nó sót lại ở trên mấy cái ron đó đó. Ghê không? Phòng mổ tiêu chuẩn là phải thẳng hết cái dựng trên mặt thẳng hết. Thì bây giờ những cái găng tay của cô chú Dũng với cô Hằng mà sản xuất mà đi ra để mà có khả năng mà để làm găng để mổ đó ha. Vệ sinh này là làm mấy cái găng để mà săn sóc vết thương này nọ. Nói chung là bên y khoa đó thì nó phải thẳng hết. Nó chỉ có cái chỗ mà nó đi vô trong rồi đó, nó là gần khuỷu tay đó thì nó có thể nó có một cái nứt để mà gọi là cái cổ của cái găng đó thôi. Còn tất cả đều phải thẳng hết, chứ không có gân, có này, có nọ gì sao. Nó tránh bớt những cái làn sóng, những cái gân, những cái rãnh để chi. Tránh bớt cái sự có vi trùng nó động ở trong đó, mặt bào tử vi trùng nó còn sót ở trong đó. Ghê không quý vị? Tôi nói nó rất là nguyên tắc. Chính nói hơi dài dòng nhưng muốn để muốn là dẫn giải cho quý vị biết. Có một cái thằng bé ở dưới quê lên nó mổ cái... Nó có một cái giống như một cái cục thịt dư trên rúng của nó đó. Coi như là cứ hẹn đi hẹn lại hoài. Mà tại sao bác sĩ không mổ là tại sao? Nó bị ghẻ. Nó bị ghẻ quý vị. Nó ghẻ mũ. Thành ra bác sĩ là ở bên phòng mổ đó cứ biểu đi về đi. Rồi ba má nó đi về, về xong rồi cái đi lên, bắt đầu đi lên chuẩn bị tới cái ngày hẹn đi lên thì lại có ghẻ nữa. Mà nó bị hẹn như vậy mấy lần luôn.
Lần cuối cùng nó nói rằng nó giống như là trong nhà thương làm khó làm dễ, nó muốn cần tiền á. Cái tôi nói, tôi chỉ vào mặt tôi nói nè nha, lần sau tôi không dẫn đi nữa đâu. Dám nghĩ xấu cho bệnh viện, dám nghĩ xấu cho khoa ngoại của bệnh viện Nhân Đồng 2 bây giờ đó. Tôi nói xấu vậy ha. Tại vì bé nó bị ghẻ, có gì biết sao không? Khi mà cái ghẻ này nè, nó có ảnh hưởng vô cái vết mổ trên rúng của cháu, mà rúng của cháu nó tiếp xúc với nội tạng, tim mạch đâu cũng vậy. Mà trên thân thể có ghẻ lỡ mà cái vết mổ này nó không gấp, không khẩn á, thì người ta hẹn cho đến khi nào thân thể bé nó lành lặn rồi thì mới là bắt đầu mổ. Đâu tôi kỹ tới như vậy luôn đó quý vị. Ngay là bác sĩ không được đeo chiếc nhẫn cưới luôn nha. Nghĩa là sao, nó cấn vô cái gan, tất cả tháo ra hết luôn, móng tay cắt xác luôn ở trong, tận ở trong thịt ở trong. Rồi quý vị biết là cái kỷ cương gì bên cái luật mà đi mổ rồi quý vị, chưa từng thấy đâu. Nó thành ra là tôi là mà nói rằng làm ở chỗ đó là phải nói rằng về cái mặt vô trùng phải tuyệt đối đừng có nói gì lôi thôi hết trơn. Gương mẫu về mặt vô trùng, những cái vật mà nó để ở trên cái bàn mà nó thấp ở dưới cái bàn, bao nhiêu gang tay là coi như là không được xài mà để mà đưa trên người bệnh nhân mổ xẻ đó, tất cả đều để trên mặt bàn cao hết. Trời ơi, tôi nói chung là chính học của quý vị, 2 năm, 1 năm là 1 tháng để vô phòng mổ để mà thực tập đó. Nó kỹ lắm đó. Rồi đi vô giày dép như thế nào, phải thay ra thế nào, quần áo phải thế nào, không phải ở ngoài đường mà vô sập. Đi vô phòng mổ sập, kể cả giám đốc. Muốn xem á, thì đi qua có một cái kiến đó quý vị, ở ngoài cái cánh cửa đó, nhìn vô cái kiến đó, nhìn vô, thấy rằng các đồng nghiệp của mình đang mổ trong đó, quan sát. Bây giờ về sau là có cái tiền hình nó phát ra đó, nó ngồi ở trong phòng làm việc của mình có thể coi, nó phát qua cái video gì đó quý vị, là nhìn trực tiếp luôn. Chứ còn lúc trước anh muốn xem hả, nhìn qua cái cửa kiến, rồi khi nào mà an toàn bận đồ choàng vô đàng hoàng mới bước vô để mà nhìn, muốn quan sát thì cái phải là như thế, tuân thủ từng giây từng phút. Thành ra cái chuyện mà cái con hoàng kim tài khoản này nè ha, cái con mà nữ hoàng lừa đảo này nè, cái tâm hồn của nó cũng như là con Đinh Thị Lờ ở trong miền Nam này, nó giống nhau một ruột luôn. Nhưng mà quý vị ghép hai cái đứa này sống chung với nhau, tôi đố quý vị sống được mấy phút không? Bởi vì con nào cái tôi của nó cũng như trên trời á. Một con á thì tự khoe mình là cách mạng, con cách mạng. Một con á thì tao là cái dân mà từng nói là giỏi về vấn đề mà làm cho người ta giàu á. Đấy, sao mày không làm cho mày giàu đi? Mày bán từ những cái chai hộp sữa nó cũng còn có cái giá nó cao quý vị. Tôi không phân biệt nha. Nhưng mà quý vị thấy không, giờ nó tuột xuống nó bán cái nước, ba cái nước mà ngâm đồ cho nó thơm của bên Thái Lan đấy mà. Ôi giời ơi, mấy cái chai này thì bây giờ mới nghe từng trăm mấy là trở lại thôi. Cái giá trị nó khác hoàn toàn với cái vấn đề sữa để uống, thì cho sức khỏe nó khác. Nhưng mà làm thì cứ làm đi, mà lên là nổ tướng không. Tao nói cho mày nghe đó, đẹp cỡ nào rồi cũng già cũng chết mày ơi. Có một cái rằng chết đi về đâu thôi đó, chứ còn thật ra mình già chết hết trơn quý vị ơi. Mà đừng có nói già nha, đi ra mà xe mà lạng bạn mà xe mà nó có đập đá trong người của nó lủi đằng sau, nó lủi tới rồi cũng xong. Thành ra cuộc đời chúng ta nó mỏng manh và nó rất là cạn, mà chúng ta cứ làm sao mà gây nghiệp ác không. Lên là móc lò, lên là nói tướng, nói thánh. Úi giời ơi, cuộc đời của mình mỗi vị biết rằng chúng ta đó bây giờ là còn hơi thở còn nói quý vị. Khi mà quý vị mở mắt ra, quý vị không biết quý vị đang nằm ở đâu. Rồi chồng và con kế bên cạnh nó lại nó hỏi thì không biết đây là chồng mà tên gì, mà phải đây là con mình hay không. Đến ngày đó thì quý vị sẽ thấy. Có những em nào mà đi học trên thành phố mà đi về thăm nhà, nó biết được cái cảnh mà vô thường nó nhanh đến như thế nào. Ngày nào ba má mình lo chạy tiền cho mình, nó đưa mình đến tận xe đò đi lên trên, đi lên, mà thậm chí có nhiều ba má muốn lên xem cái chỗ phòng trọ của con mình nó ra như thế nào mới yên tâm đi về. Rồi dần dần những cái lần đi về thăm cha mẹ đó thì cha mẹ ra bến xe đón. Rồi vài năm sau là bắt đầu cha mẹ đứng ở cổng nhà đón. Rồi vài năm sau nữa nó bước vô nhà mới gặp cha mẹ, rồi bắt đầu chân cẳng yếu rồi đó. Rồi vài năm sau nữa thì cha mẹ nằm ở trên giường thiều thào. Đấy, cuộc đời của chúng ta nó như thế đó quý vị.
Thành thử ra đó cái dạng như cái loại con mấy con này nó nói ra thì để cho quý vị nghe cho nó vui, giống như một cái câu chuyện. Chứ thiệt ra bây giờ nó làm gì được cô Hằng với chú Dũng nữa. Mà nếu như, như người ta đó, thì bây giờ đó cô cái chăm chút cái nhan sắc của cô ha. Tiền bạc đưa làm từ thiện làm gì, đưa giúp cho đức cho tỉnh này tỉnh kia này, làm bao nhiêu công trình để làm gì. Giờ cô chú có việc hả, xài không hết, giờ bỏ đào đất ra chôn chơi vậy đó. Đi mua vàng xong rồi để cho nó lập ra một giống như cái hầm đó quý vị, nghĩa là để cho đừng ẩm thấp, rồi chôn vàng xuống dưới để di chúc lại cho các con cháu mình. Rồi cứ thế mà hưởng đi hết nước này tới kia, 200+ quốc gia cứ đi đi. Cái bà chủ mà chỗ tôi làm việc, tôi nói thẳng với quý vị, bà đi coi như là rất nhiều quý vị, mà đi có những nước mà đi làm 2 lần, 2 lần, 3 lần cũng có nữa. Đi suốt, cứ là ngày lễ Tết một cái là đi nước ngoài, bất kỳ lễ một cái là nghỉ, nghỉ xong là đi nước ngoài chơi. Cuộc đời người ta là như thế, làm giúp giúp giả, mổ xẻ thì thuốc mê thuốc tê ha, rồi đi làm việc là phải cài buổi tối, rồi sáng thì dạy học cho học sinh, sinh viên y khoa. Rồi cái là đi vô mổ ha, không dạy thì mổ, mổ nhà thương, rồi về nhà thì đi là mở phòng mạch ở nhà. Thành ra là cái lịch của bà là suốt, nhưng mà thành ra là như thế là bà mới nói rằng bây giờ đi ra nước ngoài để học học hỏi những cái gì nó đẹp và đi giải giải trí cái đầu của mình. Thì trong việc miền Nam này, Việt Nam bà cũng đã đi như Hà Nội rồi, đi hết rồi quý vị. Sa Pa, Sa Biết gì đi hết trơn, Đà Nẵng, Nha Trang gì đi hết trơn, rồi đi Hạ Long gì đi hết. Bà nói rằng cái Hạ Long của mình thì đẹp lắm, nhưng mà cái nước của nó rong, cái rong của nó nhiều quá, đâm đang nghe cái mùi rong. Bà có nói sao bà nói trơn, là tức là bà đã đi tới nó rồi. Còn Hà Tiên, Châu Đốc gì đi hết trơn, nói chung là đi hết, trên từng cái số đi hết rồi mới ra nước ngoài luôn. Thì quý vị cứ thấy đó, thành ra chính mới nói quý vị nghe đó, đó là người ta sống người ta hưởng, có làm có hưởng. Còn trong khi bây giờ tôi nói như cô Hằng nữa, từ ngày mà cô từ Canada hoặc là Cộng hòa Séc hay là ở đâu về đó, bất kỳ ha, thì bây giờ quý vị nghĩ cô đi tới đâu, cổ Dông Dũng đi tới đâu, chúng ta có thấy được cái hình nào vợ chồng mà lên máy bay đi đi một cái du lịch một cái chỗ nào hay không đó. Rồi giờ chúng ta nhìn trong cái bữa cơm của họ thì sao quý vị, đâu có thể nào mà thịt cá hoài đâu. Nó thật sự mấy cái người đó người ta lấy ăn rau đó, cô cũng nhờ ăn rau nhiều cô mới da đẹp như vậy nó quý vị, chứ còn không nó xấu lắm, mau già lắm quý vị, ăn thịt vậy chứ mà mau già lắm. Nó thiệt, không phải là suối quý vị ăn chay đâu, nhưng mà một tuần lễ quý vị ăn rau cho nhiều vô ha, nó sẽ đỡ cái bệnh này bệnh kia, đi cầu cũng tốt mà da đẹp. Chứ còn thật ra cái người nào mà lên cái thịt cá mà quất vô hoài quý vị coi, cái mặt mau già lắm, nói vậy cho quý vị nghe. Thành thử ra đó, đời của người ta sống chỉ chừng đó. Còn ba cái kim cương hộp xoàn đeo đeo vậy, chứ còn người nào biết giá trị thì thấy nó ngon lành. Chứ còn thật ra tôi nói thẳng cho quý vị nghe, nếu mà cho tôi đó ha, khi nào mà tôi cần để tôi bán nó, để mà tôi đi giúp đỡ cho ai là mới bán ở đâu rồi. Đâu có bao nhiêu, bị gì mình không có giấy khai sinh là một, chứ hai là hoặc là mình cái mẫu mã của nó đặc biệt quá đi. Thật tình mà tôi nói thiệt cho quý vị, thành ra những người nào mà ganh tị với cô thấy cũng tội nghiệp. Cô mang là cô mang, còn cái chuyện của mình là của mình đẹp của mình, cô đẹp của cô. Cái phước báo của ai nấy hưởng. Chúng ta ngồi đó mà chúng ta ganh tị là trời ơi tội nghiệp cho chúng ta quá. Mất thì giờ quá, mất năng lượng quá. Huống hồ bài mưu lập sử để hại người ta, để rước cái nghiệp cho mình về sau. Phải không quý vị? Mình đi bài mưu lập sử cái đầu của mình súng lại ha, bàn to bàn nhỏ rồi cười khúc kha khúc khích. Rồi đó lấy một số tiền của đâu đó, ai mướn đâu đó. Tôi nói quý vị nghe nha, hại không có nổi đâu. Không có hại nổi quý vị. Những cái người mà lành nó hại không nổi đâu. Tự người ta có cái duyên nghiệp của người ta tới đâu thôi, chứ còn không có hại nổi đâu nha. Bởi vậy mới nói. Thành ra đó, mày giờ mày phải công nhận, mày phải là mày con gián điệp kinh tế phải không? Hay là mày là tay sai của ai mày mới làm như vậy? Phải không? Mày nói mày xé cái găng, mày tưởng rằng không ai biết gì sao? Mày thâm nhập với cô Hằng, mày ôm cổ đầu tiên, mày ôm cổ để có cái cớ mà đi vô trong cái ngày của khai trương cái găng. Mà cái cớ mà vô trong cái ngày hôm đó để mày có cái cớ, mày ôm một cái hộp găng mày đem về. Để cho mày đủ tiêu chuẩn, đủ lý do, ha, ắt có và đủ để mày lên mày trình diện với mạng xã hội, mày xé cái găng đó. Rồi sau đó mày từ trong một cái căn nhà mà cái sơn màu vàng mà có cái lan can, có cái hành lang quý vị,
nó bước xuống một cái quá cái xe hơi màu đen. Thì có ai đó đội cái hình vô mặt nó thì anh bảo đừng nha. Bởi vì lúc đó là trên cộng đồng mạng rôm rã cái vấn đề nó đem găng để nó xé, để mà nó phá đám cái công ty làm găng của cô đó. Cái là đây là kinh tế hàng ngàn tỷ của người ta. Đó bây giờ đó các nhà báo, nhà luật làm sao khai thác vấn đề này cho nó công bằng đi. Cho cái tay nghề, cho cái trí của mấy quý vị nó nở ra một chút. Thay vì quý vị cứ lanh quanh lẩn quẩn trong một cái cụm từ bị cáo Nguyễn Phương Hằng 331. Tội nghiệp quý vị quá đi. Cái tay nghề làm báo của quý vị, tay nghề mà kêu là thuyết trình của quý vị á, cách nói của quý vị cho dân chúng này nọ người ta nghe đó. Tại sao quý vị lại có lanh quanh lẩn quẩn trong một cái cụm từ bị cáo bị can Nguyễn Phương Hằng 331 cầm đầu cái này cầm đầu cái kia. Đó, bây giờ làm sao chúng ta khai thác cái vấn đề này đi công tâm và có tỏ vẻ mình là cái người có cái đầu óc linh hoạt, cái nghề của mình linh hoạt, làm cho tốt cái nghề mình lên. Tại sao mà ôm cô Hằng hung rồi tại sao rồi nó nói là em ủng hộ chị, vậy là con nào nói câu đó, con nào ôm cô Hằng? Rồi bây giờ nó tại sao mà người ta không mời mà đưa cái mặt móc mình ra, cái mặt trơ trẽn của mình ra để mình xâm nhập vô trong cái bữa tiệc của người ta, để có cái cớ ôm cái bình, cái hộp găng về để rồi một cái âm mưu đen tối, nghĩa là tồi bại và tội lỗi nữa. Em quý vị, nhưng bây giờ cô Hằng có gì cái chuyện đó mà cô Hằng ảnh hưởng cái găng của cô hay không? Cả thế giới có một cái tia vô nào, kể cả những nhà báo mà không ưa cô đi chăng nữa, giờ moi móc ra có một cái tin nào, một quốc gia nào mà cô đem găng tới bán đó mà người ta trả về người ta nói là kém chất lượng hay không? Đó, kiểm chứng đi. Rồi bây giờ cái con này ha, sau khi nó đã làm những cái chuyện đó rồi, nó bị người ta quay phim vô mặt nó, quay hình vô mặt nó bảo này, đừng có mà chụp hình tôi nha, đừng thế này thế nọ nha, để tôi gặp chị Hằng tôi nói chuyện với chị Hằng, người ta phá tôi đấy, người ta chia rẽ tôi với chị đấy, tự nó nói hết. Có hay không? Cái con Hoàng Kim kia, cha mẹ mày đặt tên mày cũng đâu có phải là xấu. Dung là công dung nhân ngôn, công dung ngôn hạnh đó quý vị. Cái dung là đẹp đó quý vị. Dung mạo là xinh xắn, cái chữ dung là nó hàm chứa cái đẹp đó. Dung nhan rồi, nhan sắc dung nhan này nọ đó quý vị. Cái dung này nó công dung này nọ là nó, cái chữ dung này đẹp lắm đó. Cha mẹ mày đặt tên đẹp quá mà, phải không? Mày từ là một cái người có một cái địa vị rõ ràng, mày vô là học viên đứng lên chào mày với một bậc giáo sư, mày dạy cho người ta làm ăn rồi mày coi tiền bạc thế nào để cho người ta làm đơn thưa mày, và từ đó trong Google đề là nữ hoàng lừa đảo, thấy chưa? Chứ tự nhiên đâu mà có, mà cô Hằng đâu có coi tới cái vụ đó đâu, cô Hằng vẫn tiếp mày bình thường mà, cớ làm sao mày ghét cổ, phải không? Mày hỏi coi tại sao mày ghét, vì sao đố kỵ một người phụ nữ ngang ngửa với mình, tại sao lại giàu đến như thế, được chồng yêu như thế, hạnh phúc như thế, còn mình là như thế nào, phải không? Rồi đó là không bằng người ta về nhan sắc, không bằng người ta về hạnh phúc, không bằng người ta về tiền bạc, và không bằng người ta về cái lòng nhân từ, thế là ghét, thế là tức. Rồi dính vô cái điều đó là cộng thêm những cái chuyện mà những cái đứa nào nó quăng tiền ra cho chúng mày, chúng mày làm những cái điều thất đức như thế. Người ta nói phúc đức tại mẫu của gì, ít khi nào mà nói rằng mày lấy đức cha, ít hiếm lắm, nghĩa là hiếm lắm. Con gái con trai người ta cũng nói là phúc đức tại mẫu, vì người mẹ là tượng trưng cho cái sự từ bi. Bởi vì tại sao chúng ta có cái hình mà Quán Thế Âm trong cái hình thức là một người nữ đó, Đại Thế Chí và Quán Thế Âm trong cái hình thức của một người phụ nữ, quý vị thấy chưa? Đó là cái gì? Để mà ban phát tình thương, cứu độ chúng sinh. Đó là qua kêu là Đức Đại Thế Chí và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong cái giai nữ đó quý vị, đứng hai bên của Đức A Di Đà đó. Đâu quý vị thấy người ta mượn cái hình tượng nó để làm sao có nam có nữ cho nó đều. Cái thứ hai nữa là nữ nó tượng trưng cho trái tim đẹp. Đâu quý vị thấy Đức Maria không? Cái tay trên và tay dưới bợ trái tim, tình nhân ái. Là chúng ta mới thấy rõ là cái con, những cái con đàn bà này nó có xứng đáng nó là con người của kiếp này đời này hay không.
ghét cô Hằng thì những cái gì mà của cổ nói không đúng thì chiếu cố vô làm cho giữ lên. Bây giờ cô nói cái đó, cô chứng minh thế này thế kia đi, vân vân. Mà những cái nhân vật mà cô nói không hề đụng tới cái nồi cơm của tụi nó, không đề đụng bất kỳ một cái gì của tụi nó, đây là cái đường dây thuê mướn. Và bản thân tụi nó ghét bà này quá, có thể không đổi trời chung với cô Hằng. Vì sao đẹp quá, tại sao chồng yêu thương như vậy, tại sao giàu có, và tại sao làm từ thiện như là một bà tiên. Tại sao mình không được một cái gì hết, mình như con cóc ghẻ. Cho nên mình phải làm sao đó để cho mình nổi bật lên, để cho đủ cái ganh tị, cái đố kỵ của mình. Thành ra một con thì nói rằng ở tù chung thân, một con thì ở tù 30 năm. Làm cái gì mà ở tù tới như thế quý vị? Bởi vậy mới nói rằng tất cả những cái gì mà cô Hằng có làm, chúng ta có thể đừng bàn tới. Cô có làm hay không là cái đó cái phước báo gia đình cô hưởng, bản thân cô hưởng, thấy không? Mình không hoan hô, không cổ võ, không khuyến khích, vì mình không phải là đối tượng của cô. Con em mình ngon quá, cái gì ngon quá đi, cả bản thân mình cũng không có gì phải nhờ tới cô hết, thì làm thính đi. Có cớ gì mà đi hại người ta đến mức độ như vậy quý vị? Tao nói cho mày nghe là chưa vừa đâu, cô Hằng chưa có một lần nào nói tới tên cô nói nha quý vị. Khi mà cô ngồi đây thì có anh nông dân ngồi một bên, và luật sư Quân ngồi kế bên anh Quân, anh nông dân. Còn cô thì ngồi cái cánh bên tay phải, bên tay trái chúng ta nhìn vô đó, là bên tay trái có màn hình đó. Thì cô mới nói là cô đưa hai cái găng cho mỗi người cầm bực bực. Mấy cô bực, đó là cái cách trả lời cho cái TikTok của con Hoàng Kim Dơ. Nhưng mà cô không kêu tên nó gì, cô cũng biết luật là nó chưa nói tới tên cô thì cô không nói tới tên nó, vậy thôi. Nhưng mà ở ngay cái chỗ mà người ta chiếu vào mặt nó, nó thì nó bảo đừng quay vào mặt tôi nha, người ta chia rẽ tôi với chị Hằng. Tại sao nó nói câu đó, thấy chưa quý vị? Người ta nói gọi là cái gì đó, làm mà bậy thì thế nào cũng phải thốt ra thôi, trong giấc mơ hay là lúc nào nó tự mà thốt ra, đâu có cần cái máy dò nói dối hay không đâu. Người ta chỉ cần đưa cái nó nghe rơm rang ở trên cộng đồng mạng, nó biết phản ứng của đồng bào rồi ha. Thế là có một vài YouTuber đưa cái hình vô mặt nó, được cái máy vô mặt nó, bảo đừng có chụp tôi, đừng chiếu tôi, để tôi gặp chị Hằng, tôi tâm sự, tôi nói chuyện với chị. Người ta hại tôi, người ta chia rẽ tôi với chị, người ta ghép hình ghép phim. Thế thì là làm sao trả lời như thế nào đi? Đâu có cần mà nó nói ra là nó xé cái găng cô Hằng. Nhưng mà chỉ cần cái mà không đánh mà khai, trong cái tâm của nó tự như nó bật ra nó nói như vậy. Mà cô Hằng cũng đâu có đá động tới cái tên khốn của nó đâu quý vị. Không đáng, đê tiện, cô không cần nói tới. Đâm ra tức thêm rồi mới bắt đầu đi ra Hà Nội. Là cái bữa mà nó ra nó rước cô, nó đón cô đó, nó đón là nó làm nhục cô đó. Cái đó mới là làm nhục, sỉ nhục cô ngay tại sân bay Nội Bài. Mà không nhờ các anh công an thì nó, mà quý vị thấy mới thấy là rõ ràng không quý vị. Thay vì là bắt hẳn luôn, cái đó là coi như là kêu là công suất tu sĩ ở ngoài công cộng, la lối cô Hằng ở ngoài sân bay như thế, đáng lẽ là núi tôi là công an bắt về làm tự kiểm và nhốt ít nhất là 7 ngày. Cái tội hành hung người ta, chửi bới người ta tại nơi công cộng đó. Đấy, quý vị thấy chưa, tôi đưa ra cho quý vị thấy rõ là cô Hằng của chúng ta bị bất công đến như thế nào chưa. Cô Hằng ngồi trên cộng đồng mạng thì không kiểm chứng nói rằng cô vu khống. Nhưng mà những cái hành động của con Hoàng Kim Dung ở ngoài Bắc thì quý vị trả lời đi, báo chí và pháp luật trả lời đi. Nó nói cho quý vị nghe. Rồi sau đó dàn xếp xong rồi đi về và tiếp tục lên để mà chửi dài 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 dài, chửi cả báo công an. Trong khi cô chỉ nói một câu rằng luật sư Võ Hoàng Yên giới tôi đánh tôi, dọa đánh tôi tại đồn công an. Chỉ có chữ đồn công an thôi, mà công an lên một tờ báo giật cái tích thật bự, bà Nguyễn Phương Hằng vu khống bịa đặt cho công an. Chính tôi đọc tờ báo đó. Bây giờ có ai có thể nói là phản ứng với tôi, nói là tôi nói dốc không? Xin bên báo chí, bên công an, bên tòa soạn công an có phải đăng từng đăng cái tích bự như vậy hay không? Đó. Trong khi con Hoàng Kim Dung nói rằng tờ báo công an nói không đúng, tao đọc một phát không có đúng.
quý vị thấy rằng những cái gì mà tốt của người ta cùng chung vai để xây dựng hạnh phúc, cùng chung vai để mà giúp đỡ một phần nào cái đau khổ của nhân loại, của dân dân. Thấy không quý vị? Thí dụ như cũng đồng thời cho các văn nghệ sĩ, MC hài sĩ đã đưa cái tài khoản ra đây cho đồng bào, lấy đó làm tin để mà nhận tiền để cứu đỡ cho đồng bào miền Trung, đồng lớn đồng bé, để xây dựng lại những cái nơi bão lũ. Coi như là cái cơn thiên tai bão lũ có khi nào dừng lại hay không? Khi còn miền Trung thì vẫn còn thiên tai bão lũ. Thì quý vị thấy rồi, mỗi người một cách để đóng góp. Nhưng một đằng người ta bỏ cái tiền của người ta ra, cái tiền làm ăn của người ta ra. Còn nếu cô có làm gì, chú có làm gì từ thuế má hay là cái vấn đề công bằng trong vấn đề cổ đông, thì cái đó là nội bộ, cái đó là pháp luật lo cho cái số phận hai cô chú. Chúng ta cần gì? Còn một đằng thì mở cái tài khoản ra, lấy cái tai tiếng, lấy cái danh tiếng của mình nè. Tôi là MC nè, tôi là ca sĩ nè, tôi là thế này, tôi là hài sĩ dân dân nổi tiếng. Cho nên đồng bào tin tưởng, ứng kêu là cái tạm ứng lòng tin, để cho đồng bào đưa tiền vô nghe hàng trăm tỷ như thế. Hai việc làm khác nhau, tuy cùng ý nghĩa, giúp đỡ cho đồng bào, giúp đỡ cho xã hội. Nhưng một đằng người ta bỏ tiền trong công sức của vợ chồng người ta, một bên là mình thu từ người khác đem tới. Phải không quý vị? Nhưng cái vấn đề nào mình đã lấy của người khác thì mình phải rạch ròi. Cái đó là cái lòng tự trọng của mình. Bởi vì chính Tiền Giang đâu có dám nhận tiền nước ngoài gửi về, mà đã nhận là chính không ai nói. Nhưng mà chính đi tới đâu, chính xin cái tờ giấy cô là biên nhận đó quý vị. Người ta đã nhận mình bao nhiêu tiền. Còn cái chuyện á, nơi cái cơ quan đó người ta mánh li mâm, người ta qua mặt của bên trên nữa, cấp trên nữa, đó là chuyện của người ta. Còn chính vẫn xin cái tờ giấy biên nhận đó. Còn tới chùa thì chính xin cái tờ giấy công đức. Ai nói rằng bố thí ba la mật đừng có bao giờ cần cái sự đền đáp, và không có đền đáp gì đâu. Nhưng lấy cái đó để làm tin, và đồng thời là một cái ngăn chặn cho cái người tại chỗ đó đừng có tham. Nếu đưa tiền mà tôi không lấy giấy nhận, anh không có viết trên tờ giấy thang, thế nào anh cũng bỏ túi anh thôi. Cái đó là tôi tiếp tay cho người ta làm bậy. Thành ra một phần nữa là tôi đem cái tờ giấy tôi trả về cho cái người chủ của cái món tiền đó, thì người ta sẽ cũng là vui, nói cái cô này cũng làm việc tốt. Thì nếu lần sau họ gửi nữa, tôi mất công tôi đi nữa chứ có gì đâu. Mất công thôi. Nhưng mà mình đi tới nơi về tới chốn cái đồng tiền đó. Quý vị đây nè, tôi nói nha quý vị nha, nhớ lại nha. Đồng chí Lý Lắc đã từng làm từ thiện. Thì những lúc mà làm từ thiện, đồng chí có một cái hàng tên đó, chiếu từ trên, từ ở dưới đi lên. Ông bà nào cho cái gì. Ha, ông bà nước ngoài cho bao nhiêu đô, hay là cho tiền mặt là bao nhiêu, hay là cho qua hình thức sữa bánh gì đó, ha, đưa từ ở dưới đưa lên vậy. Đó, cái cách làm như thế. Và đã thực hiện như thế nào, chiếu một cái video rõ ràng bao nhiêu thùng sữa, tại sao đó có một cái sao kê. Chắc chắn rằng có một sao kê để in ra để trả lại cái gốc cũ của những cái người ở bên kia, ha, dân dân. Ai là chủ của gì dường như phải làm rõ ràng như vậy. Còn không thì thôi, ở nhà chơi đi. Thấy không quý vị? Đây là mình nói cái chuyện đã làm thì làm như vậy, còn không thì cứ đứng bên ngoài chơi. Người ta nói một câu vậy đó, kêu là ngu si hưởng thấy bình quý vị. Nhiều khi đừng có làm chừng nào là mắc kẹt chừng đó, nói chừng nào nó kẹt chừng đó. Nhưng mà bây giờ nếu trên đời này ai cũng là sống chết mặc ai, kêu là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ thuộc về ai, thì quý vị thấy như sao? Cho nên chính Tiền Giang mới mong rằng bà con sáng suốt, đời của mình sống rất ngắn ngủi, còn con còn em mình nữa. Chơi á, lựa người tốt mà chơi, còn không nữa thôi ở mình độc thân cũng được. Nói thiệt chứ quý vị, đã chơi lựa người tốt chơi, người hay người chơi cũng được, không cần nhiều lắm đâu. Nhưng biết chia sẻ, biết hiểu với nhau, biết chia sẻ với nhau, đó là tốt quý vị. Chứ cần cái gì mà nhiều quá. Quý vị nên nhớ là như thế. Thành ra là cho chính được dừng bài nói ở đây, là chúng ta sẽ trở lại nữa nha quý vị. Những cái nhân vật này nó xào xào, mình cũng có chuyện để nói hoài, nói để cho chia sẻ với bà con của mình. Người nào quẩn, người nào có tâm hồn mà kêu là cùng chí hướng với nhau đó,
thì nghe nói mới hiểu và mới thông cảm với nhau, mới thương cô Hằng chú Dũng. Trong cái xã hội này, trong một cái xã hội thực dụng nha, đầu quý vị, và càng khó khăn kinh tế thì chúng ta sẽ thấy vấn đề làm từ thiện nó có nhiều, có nhiều cách lắm. Và cái sự lừa đảo thì nhiều, như chính đã có một bài nói đó. À, đem ba cái sâu chuỗi về nhà để mà làm thì tính đâu vậy là ngon quá, mấy bà mỉm sữa, mấy bà mà mẹ đơn thân, mấy bà mất sức về hưu này nọ. À, cái công chuyện này là tỉ mỉ của phụ nữ, vừa coi con vừa coi cơm nước mà vừa ngồi sâu. Sau rồi mình về mình lấy tiền để dành cái tiền cọc của mình lấy lại. Ai cũng nghĩ như thế, nhưng mà mất bao nhiêu người, người ta nước mắt rơi lầm chầm lên cả luôn. Đó, bởi vì thấy không, trên đời này cứ là kiếm một người tốt thì không ra, mà cái người ác thì đầy dẫy ở trên mạng xã hội. Rồi bây giờ quý vị theo dõi thì cái cách của bà Trương Mỹ Lan đi. Một tiếng bà Trương Mỹ Lan, hai tiếng bà Trương Mỹ Lan. Đó, bây giờ là bà đổ thừa tùm lum và bà cũng đang khóc và nói bà quan đó quý vị. 10 năm trời quan quá. Đó rồi chúng ta sẽ thấy cái chuyện đời. Những cái thật chúng ta không tin mà chúng ta tin những cái giả dối. Đó. Bởi vì ông Tâm Tạng ông nhảy ra, ông lại ông Đức, kêu là Đức Phật, kêu là Phật Tổ. Thì ông Tề Thiên ông nhìn thấy ông nói này không phải Phật. Ông cản không cho Tâm Tạng lại. Đó là cái chuyện trong Tây Du Ký quý vị thấy không? Thì ông Tâm Tạng có khi nào ông thương ông Tề Thiên bằng ông thương Tư Bắc Giái không quý vị? Đó, quý vị nhìn trong 4-3 người học trò và thêm một cái người nữa đó là con ngựa đó. Con ngựa là Thái Tử Đông Cung ở dưới mà biến thành con ngựa đó. Thì cả những cái này là đệ tử của ông Tâm Tạng trong Tây Du Ký đó, thì quý vị thấy có khi nào ông ưa Tề Thiên hay không? Đụng một cái là ông đọc, ông niệm chú một cái là cái dòng kim cô nó xiết đầu ông Tề Thiên lăn lộn dưới đất. Có bao nhiêu 72 phép thần thông mà vẫn phải thua cái dòng kim cô. Là công đức của cô kiểu nào vẫn phải thua cái miệng của báo chí. Đó, tôi nói thẳng với quý vị luôn. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chủ kinh Lilac Blog. Em đang kinh doanh buôn bán mặt hàng yến cao cấp. À, các cô chú anh chị nào có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, báo hiếu đến sinh thành, làm quà tặng cho người thân, đồng nghiệp thì liên hệ Zalo của em. Và em sẽ cung cấp yến giá sỉ, hàng chất lượng, hàng cao cấp 10 trên 10 nha quý vị. Toàn bộ yến đều là nhà em nuôi ở Nha Trang và chế biến cực kỳ ngon, giá thành rẻ và chất lượng hoàn hảo. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, và đặc biệt nhà chúng ta nếu như có người thân mà sức khỏe không được tốt thì chúng ta hãy dùng yến xào của em là bảo đảm khỏe lại liền. Tiền nhiều để làm chi? Tiền nhiều để làm gì? Mua yến ăn đi để bồi bổ sức khỏe cho gia đình và người thân của chúng ta. Nè, mua 10 hũ yến nhỏ, em sẽ tặng cho một hũ, giá chỉ có 69k một hũ thôi, bao ship toàn quốc nha. Rồi, và đặc biệt bên em có yến tổ Nguyên Long. Đó, yến tổ Nguyên Long là nó có Nguyên Long, còn Long còn yến nguyên. Nhà mình đừng có yến tinh chế nữa. Yến tổ Nguyên Long thì giá 2.899k, còn yến tinh chế thì nó rẻ hơn tí xíu, rẻ hơn 100k, đó là 2.799k. Và bên em có yến tổ rút lông nữa. Đó, yến tổ rút lông. Và em có sẵn ở đây luôn nè, yến tổ rút lông. Đây, yến tổ rút lông đây. Đó. Yến tổ rút lông là nó không có cọng lông nào hết. Đó, nó nguyên tổ vậy nè. Và cái giá này là 3.799k một lạng nha, chứ không phải một ký đâu nha. Bán một ký như đây là em sạc nghiệp luôn nha. Một ký yến mà bán 3 triệu mới là sạc nghiệp luôn đó. Nè, mua cái này đó, có tặng kèm nữa nha. Tặng kèm là táo đỏ. Đó, táo đỏ để nấu kèm nha. Và đi kèm với táo đỏ thì có đường phèn. Trời ơi, nói với quý vị nha, cái này bồi bổ sức khỏe rất là tốt nha, rất tốt nha quý vị. Tốt cho tim mạch nè, tốt cho huyết áp nè nha. Rồi những người nào mà sức khỏe không được tốt á nha, rồi ăn cái này là rất là khỏe, rất là tốt luôn. Nói về yến này quý vị đã biết rồi đúng không? Mà yến bên em rất là đặc biệt, rồi rất là ngon nha. Quý vị thử, dùng thử một lần đi, hoặc là mua yến hũ ăn thôi, có 69k một hũ thôi, mua 10 tặng 1. À, ship toàn quốc luôn, phi ship luôn. Đó, mua ăn thử cái yến hũ đi nha. Ăn bảo đảm luôn, đặc sệt luôn. Không giống như những cái yến chỗ khác bán mà nó lỏng le lỏng lét nước không đâu. Cái này là cái rất là nhiều. Tại vì ở nhà làm nha, uy tín của Lilac nha. Rồi, và đặc biệt nữa là có yến tổ cam giá 6.999k. Yến tổ cam tinh chế thì nó rẻ hơn 500k. Đó là giá thành 6.199k. Và đặc biệt nữa là có yến huyết nha. Yến huyết mắc tiền lắm quý vị.
mười mấy triệu một lạng lận. Và những mặt hàng bao ship toàn quốc nha, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài, ăn là nhớ hoài nha. Rồi rất là ngon nha. Kính mong tất cả cô chú các chị chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy bồi bổ sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng là bạc, có sức khỏe mới kiếm tiền được nha. Nhớ người yếu không khỏe hãy liên hệ Lý Lắc qua Zalo để mua yến về ăn, bảo đảm với quý vị không ngon không lấy tiền nha. Yeah. Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem hết clip của Lý Lắc. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nhớ không khỏe mua yến của Lý Lắc ăn nhé. Chào tạm biệt mọi người.